Bài ca dao đó e ấp hồn thơ, tình quê sâu lắm trong cõi đời ta. Mắt xanh suối lệ đã cạn, con tìm thấy quanh quẩn ta đây, từng buồn sống với những thân yêu mãi vẫn trong chị nấu xong rồi đó. Em ra sao ăn chén đi. Nè, bữa nay có đậu rồng chấm với mắm chua ngon lắm đó. Chị ăn trước đi, em chưa có đói. Trời đất ơi, từ hồi chiều hôm qua tới giờ chưa có cái miếng gì vô bụng hết á. Bộ em muốn thành con ma chết đói hay sao chứ? Em ráng đan xong cái áo này rồi cái em vô ăn liền à. Biết tới chừng nào mới xong. Em phải tranh thủ thằng nhỏ nó còn ngủ, lùa đại ăn chén cho nó vững bụng. Đi đi em. Nhắc tới nó, em lại xót thương cho thân phận mình. Không nhờ chị cho nương náo chỗ này, không biết mẹ con em trôi nổi về đâu. Mới đó mà đã hết mùa mưa rồi. Thằng nhỏ không mẹ không cha, lại rơi vào cảnh nhà tung thiếu. Sướng của nhà nghèo là nương. Sau trận mưa đầu mùa, chắc vì nó còn sống sót. Người mẹ nào đã sinh con rồi mang dứt bỏ ngoài đường. Người sao độc ác quá trời. Em à, em nhắc lại mà làm chi? Biết đâu người ta có hoàn cảnh riêng, không thể dưỡng nuôi con mình, nên đành phó mặc cho rủi may. Em à, ở trên đời còn lắm kẻ bất hạnh hơn nhiều, họ vẫn vui sống có sao đâu. Còn hơi thở, còn giỏi mắt nhìn đời là quý lắm rồi, lo nghĩ làm gì cho nó mệt xác. À nè, còn chuyện cậu Hoàng á, em trả lời chưa vậy? Em còn đang lưỡng lự, định bàn thêm với chị xem sao. Nếu gật đầu ưng thuận thì em về ở ngay bên đó. Vậy sao không quyết định đi, còn chờ gì nữa chứ? Chị à, anh ấy có nhiều nhược điểm, nhất là đam mê bài bạc, danh dị. Em sợ lâu ngày vài tháng sẽ không hợp ý hợp lòng. Nhưng mà em có cái gì để kén chọn? Theo chị á thì nên nhanh tay càng sớm càng tốt. Tình yêu sẽ làm thay đổi thói hư tật xấu em à. Đời em như bọt bèo, đã trôi vào áo tù nước đậm, thì có gì đâu mà lựa chọn hả chị? Chị thương đứa con của em, không biết rồi nó sẽ ra sao. Được hạnh phúc ngọt ngào trong ơi ấm
của tình thương của người mà em sắp trao thân. Hay phải chịu cảnh đời bất hạnh vì không chung máu mủ ruột ra sẽ làm cho em đau lòng. Đã thương mẹ thì phải bồng con, lẽ đời từ xưa đến nay cậu hoàng có vẻ là người biết điều, chắc là không đến nỗi nào. Mong rằng mọi việc em đẹp em quyết định cho xong. Chiều nay anh ghé, mẹ con em sẽ theo ảnh qua bên đó. Chị Hương à, em không có gì đáp tạ ơn chị. Hơn 6 tháng qua chị đã cứu mang giúp đỡ cho em. Thôi thôi thôi, đừng có nói cái chuyện đó. Dù không cưới hỏi nhưng hoàn cảnh của em như vậy thì cũng được lắm rồi. Hạnh à, hay là em để thằng Nhân ở lại chị trông coi cho. Không, không được. Em đã mến tay mến chân nó rồi. Hơn nữa em không dám khinh thường chị, nhưng mỗi khi chị vật vã trong cơn nghiện, thân chị còn lo chưa xong thì nói gì đến đứa con dại. Hạnh à, Hạnh. Trời ơi, ở trên kia nghe bài nhạc sến muốn mềm lỗ tai. Về đây thưởng thức giọng hát ru buồn muốn đứt ruột. Toàn là ai quán cung thương làm sao mà không đen cho được. Sao hôm nay anh uống nhiều vậy? Ngồi xuống đây, em pha nước chanh giả rượu cho anh nghe. Không có cần. Anh sao vậy? Đã về trễ hơn mọi ngày, lại còn sinh chuyện nữa. Cô nói cái gì? Xin chuyện à? Ờ, nhậu phải trễ chứ sao? Mà cô biết vì sao tôi sai xỉn không? Ở trên chỗ làm bị ông lớn đạp từ trên xuống, về đây nè bị đứa con nít đá từ dưới lên, còn lưng chừng ngang ngang là mấy cái thằng bạn nó lôi vô trong ngực, tức chết được. Anh sai quá rồi nên nói lung tung. Thôi đi vô phòng nằm nghỉ đi. Thôi không có vô gì hết trơn á. Nè 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 nè, mà cô cũng đừng đụng vào người tôi. Anh Hoàng, anh làm gì vậy? Tôi nói cho cô biết nha, từ ngày cô về đây mang theo một cục xui xẻo, suốt từ đầu hôm cho đến sáng tôi có ngủ được chút nào đâu. Không phải thức cùng với cô mà với thằng nhóc. Nó quậy tra tấn suốt đêm làm sao mà tôi chịu nổi. Anh đã hứa với em là cho nó cùng ở chung với chúng mình mà. Ờ, thì cho nó ở chứ tôi đâu có cho nó khóc. Khóc gì mà không biết chán. Làm như cha mẹ chết không bằng. Nói cho kể từ hôm nay cô ngủ chung với nó trong phòng.
Còn tôi á, tôi ngủ một mình ở ngoài này. Ranh giới tôi và cô đã được phân định, đừng qua lại mà lộn xộn đôi bên. Mấy cái thằng bạn tôi thi nhau chúc tụng, vợ mới về nhà chồng mà ẵm con thơ dạy. Nếu mà chẳng bằng lòng thì để cho em liệu toan. Có gì đâu mà anh tỏ ra bực bội. Biết vậy á thì tôi đỡ mệt, khỏi phải nổi xung thiên la mắng, khỏi bực mình vì mấy chuyện không đâu. Đã hao hơi lại thêm nhức đầu, vậy cô thu xếp mau giùm cho tôi. Anh khỏi phải lo, tôi đã nói rồi, đừng đôi co nhiều lời thêm mất lòng nhau. Đồ quà quả tu hú gì đó không à, đúng là một cục xui xẻo. Mới có mấy ngày mà bị mất chức, đuổi việc, sắp sửa đi tù. Nán thêm vài ngày chắc ra đường bị xe tông cũng nên. Thiệt là ông thần tai quả. Anh Hoàng, anh mất việc, anh sắp đi tù thiệt sao? Đang lên như là diều gặp gió, vậy mà đùng một cái tất cả mất hết. Nếu là cô chịu nổi không chứ? Vậy bây giờ anh định liệu cách nào? Đợi ra tòa rồi vô tù chứ còn sao nữa. Trời ơi, anh Hoàng, nhưng mà tại sao bất ngờ như vậy? Thì đã nói là xui xẻo nè, nhưng không phải đã hết cách giải chữa. Quan trọng là em có chịu giúp anh không. Em là phận đàn bà, chân yếu tay mềm thì có làm gì được chứ. Nhưng mà có một điểm mạnh, thậm chí rất mạnh, có thể biến hóa từ đen ra trắng, từ có tội trở thành vô tội. Em chẳng hiểu anh nói gì, hay anh lại bài bạc nên mới xảy ra lắm chuyện rắc rối? Đâu có. Tất cả vì mẹ con em thôi. Anh nói thẳng ra đi. Em còn nhớ ông chủ của anh không? Ông ấy mới gặp em lần đầu mà luôn miệng khen em đẹp. Anh định làm gì? Em, anh hết mực thương yêu vợ nên không muốn điều gì xảy ra với em. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này anh rất e ngại, không tiện lời nói ra, đành mang trong dạ bao điều khổ đau. Làm chồng mà không xứng đáng tâm chồng, để em phải lo lắng phiền lòng. Nên chịu bỏ tay trong nhờ vào giờ, công chuyện đã thành anh mang nặng ơn em. Sự thể ra sao em chưa tường tận, linh cảm chuyện này không thể gián đơn. Có lạ gì đâu, năm tháng tuổi mai, lành ít dữ nhiều có ai tránh khỏi. Chớ anh nào có lỗi chi đâu, trước kẻ giàu sang mình là thân tôi mồi, nên mới dễ xảy ra cơ sự. Anh nói vậy nghe sao được? Mình thật thà ai dám kiếp tội quan, nếu vậy làm gì cô quan trái cuộc đau. Hỡi ơi tai quả gần kề, mà em không chịu tin chồng. Tôi biết thân phận của tôi mà. Tôi thương yêu bảo bọc người ta thì được, nhưng đến khi tôi gặp vận hạn rồi thì đành chịu bó tay. Có ai đối hoài đâu. Anh Hoàng, bao giờ gặp ông ấy? Hả? em đồng ý rồi hả? Anh cảm ơn em lắm Hạnh ơi. Được trở lại như cũ, thoát qua tai nạn,
anh quyết tâm lo cho con, cho vợ thôi. Em ơi, anh đi lo chuyện đó nghe em. Anh đi nha. Trời ơi. Chào ông. Mời cô ngồi. Rất cảm ơn về sự đúng hẹn. Biết ông rất quý thời gian, và tôi cũng không quen chờ đợi. Phiền ông vô đề ngay cho. Cô có biết vì sao tôi muốn gặp cô không? Vì ông là ông chủ có tiền và thế lực. Vì tôi là người vợ bất hạnh nhất trên đời. Cô có vẻ khó chịu. Nhưng phải chịu theo ý chồng. Để tiếp chuyện với tôi. Điều đó không làm cho ông thất vọng chứ. Vì đứng trước mặt là một phụ nữ tương đối mặn mà. Vậy tại sao cô còn đến đây? Tôi chưa đọc được những gì cô đang nghĩ. Hạng sang trọng như ông á, rất giỏi giả khờ trong chuyện chăn gối. Các ông đều giống như nhau cả mà. Hay là ông muốn nghe chính miệng tôi nói ra? Dáng vẻ của tôi một không quyến rũ gợi tình. Mấy người cao sang sinh ra thói quen kỳ lạ, muốn chiếm đoạt ngay phút gặp gỡ ban đầu, không cần biết rằng đối tượng ấy như thế nào, miễn là thỏa mãn trò tiêu khiển đam mê. Người chứ phải đâu hổ quan chờ chừng, chớp lấy thời cơ tung móng vuốt vô mồi. Tôi không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì, phiền cô vui lòng nói rõ cho tôi nghe. Thôi đi ông ơi, có gì mà ông phải giấu. Điều sắp nói ra ông hiểu hơn tôi nhiều mà. Thiệt tình xấu hổ với cô, cách đây mấy hôm tôi có khen cô trước mặt cầu hoàng. Nếu cô không vui vì lời tôi khen tặng, tôi xin lỗi cô bởi lời nói vô tình. Nào phải đâu tôi bất nhã sổ sàng, mong cô vui lòng thông cảm mà bỏ qua. Chứ không phải mục đích ông gặp tôi như đã thỏa thuận với anh Hoàng. Gặp tôi để... để báo cho cô biết rằng chồng cô đã tham ô số tiền lên đến hàng trăm triệu. Tôi vừa phát hiện ra sự suy thoái của anh ta. Để cho mọi chuyện em xuôi giải quyết trong nội bộ, tôi muốn gặp cô để biết thêm về số tiền trên. Tôi thật bất ngờ vì lời thông báo của ông. Thiệt tình tôi chẳng biết gì, cũng không thấy một đồng xu. Cậu tường trình với tôi số tiền trên dùng để cứu mạng và để giúp đỡ vợ con, rồi sẽ hoàn trả lại ngay. Trời ơi, trời ơi, sự thế đất nước này sao? Mình đơn tình hay mê. Ông ơi, tôi có ngờ đâu đời tôi cứ rơi vào nơi nước đông. Giờ đây lại rơi vào đêm tối mịt mù, chưa hết tuổi buồn lại buồn tuổi nhiều hơn. Tôi thành thật xin lỗi ông.
vì thái độ và lời nói vừa rồi của tôi đã xúc phạm đến ông. Không sao, đó là sự hiểu lầm. Cậu Hoàng cố tình sắp bài nhằm để tôi bao che sự việc nghiêm trọng. Thật là hèn mạt và ghê tởm. Mong ông hiểu cho, tôi rất khốn khổ và vô cùng túng thiếu. Tôi có phán đoán, biết nhìn người. Cô yên tâm đi, không việc gì đến cô cả. Riêng cậu Hoàng, nếu không cấp tốc hoàn trả số tiền, tôi không thể bảo đảm không có việc gì xảy ra. Tôi rất tình cảm, nhưng mà công an họ không làm bối rối gia đình. Cô hiểu chứ? Dạ, tôi hiểu. Cô nói lại với cậu ấy rằng cậu ấy có thể trốn được tôi, chứ không trốn khỏi pháp luật, và nhất là với lương tâm của cậu ấy. Trời ơi, sao thân tôi khốn khổ như vậy? Buổi gặp này giúp tôi hiểu rõ về cậu ta, nhưng cũng phiền đến cô. Tôi thành thật xin lỗi cô nhé. Dạ, không, không. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện cần, mời cô cứ đến, tôi vui lòng đón tiếp cô. Cảm ơn ông, tôi xin phép. Chào cô. Sao, bộ hạnh phúc rồi quên bà chị người dân nước lã này phải không? Em mà không ghé là chiều nay chị đi qua bển á. Ý, chị đừng đi. Sao vậy? Chị nhớ thằng Nhân quá trời đi. Chị mới bán cái áo len, mua hai hộp sữa để sẵn ở trỏng á. Chừng nào về nhớ xách theo cho nó. Nè Hạnh, nó có bệnh đau gì không mà sao nó xanh ẻo, ốm nhôm ốm nhách vậy em? Đâu có, mỗi tội cứ khóc nhiều vào ban đêm. Chị nghe nói bên đình ông Súng á, có thầy trị ban hay lắm. Nó èo uột chắc là bị thư chứ gì. Để chị ẩm qua bển coi sao. Thôi chị, chiều nay tiện đường về, em tạt qua đó cũng được. Chị à, em trông chị vàng giọt quá à. Nè, bộ chị lại tiếp tục những thứ đó nữa hả? Thì tại chị không có được vui, cho nên giữa chị em mình có gì mà không thể chia sớt. Hạnh à, có nhiều đêm trằn trọc chị không sao chợp mắt được, nghĩ mà buồn cho thân phận của mình. Không biết kiếp trước ăn ở ra sao mà kiếp này lại rơi vào khổ nhục. À, 12 tuổi phải rời ghế nhà trường, đầu đội mũ bông, vai nặng gánh sao tươi, tất tả từ mờ sướng cho kịp buổi chợ sống. Dù gian khổ nhưng ngờ rằng tuổi thơ sẽ được bình an, sống yên vui dưới mái tranh nghèo. Ngày hai buổi ngược xuôi ra núi nắng mẹ già, mong giữ tròn hai chữ nào mơ chuyện giàu sang, nhưng sóng gió cuộc đời đâu chịu bình lặng êm xuôi. Ngọn sông phong ba xô đầy dập dùi, nên mới làm thân bèo bọt nổi trôi, dương cảm bay con người. Lòng giữa dòng đời biết dừng lại nơi đâu. Đâu rồi, đâu rồi,
Trời ơi, nó hại tôi, nó muốn giết tôi cho chết mà. Trời đất ơi là trời. Đây rồi, mày, mày là con quỷ sứ chứ đâu phải là người. Mày hại tao chết đi với ông chủ kỳ này. Nào phải vợ con tình nghĩa thâm sâu, mày thương yêu gì tao? Sao mày khốn nạn vậy hả? Tao đánh mày cho dở mật, đổ bể tùm lum rồi còn gì nữa đâu. Trời ơi, tao giết mày, tao giết mày. Cậu Quang, xin lỗi cậu. Giết gì thì về nhà nói, đừng có gây ồn ào. Đây không phải là nhà của cậu. Bà biết cái gì mà xía vô hả? Nhà ai cũng mặc. Bà binh vực tì tội cho tôi hả? Anh về đi. Cái gì? Đuổi tôi về hả? Đuổi tôi về để cô khỏi phải ăn đòn phải không? Tôi hỏi cô, tại sao lại làm như vậy? Không nhận lời giúp tôi thì tôi biết tự lo. Đã hẹn với người ta để cho hai người tiện bề tâm sự. Nào ngờ đến nơi rồi cô tố cáo tôi, nghĩa là sao hả? Nè, đừng tưởng mình cao khi thấy người ta thích cô. Nếu tôi không ra tay cứu vớt cô từ dưới vùng bùn nhơ, số phận cô ra sao chắc cô đã tường tận. Trả ơn cách đó hay sao? Tôi đi tù cho vừa lòng cô. Ông ấy không hề nghĩ khác về tôi, mà chỉ muốn biết rõ về anh. Lão, cô nói lão. Cô đã trao thân cho hắn rồi quay lại bán đứng tôi. Tại sao hắn biết số tiền không để ở nhà? Tôi không nói dối với một người chân thật. Đồ ngu. Cậu Quang, tôi không ngờ, tôi không ngờ cậu là một thằng sở khanh khốn nạn. Cái gì? Tôi là vậy, còn mấy người tốt lắm sao? Đồ con điên. Đứng lại, đứng lại thằng khốn nạn. Trời ơi Hạnh ơi Hạnh, như vậy mà em cứ nói tốt cho nó. Chấm dứt với nó, đừng về bên đó nữa. Chị Hương, em đã có thai. Cái gì? Em đã có thai với cái thằng khốn đó. Trời ơi là trời. Bốn mùa lặng lẽ qua đi, mưa hè giạt nắng xuân trôi. Người lặng lẽ tiếng khóc bên người say hân hoan, tiếng khóc che thơ bên lời ru mẹ hiền. Ôi tiếng ru buồn thiết tha, bài ca dao đó e ấp hồn thơ. Tình quê sâu lắng đã mai à. Hồi nhỏ mình là chuyên gia chạy bộ nên bây giờ chạy một ngày cả chục bận cũng không ăn thua gì hết.
Chà, sao bữa nay mấy ông bảo vệ này ông xiên đuổi quá vậy ta? Từ sáng giờ không có buôn bán gì được hết trơn á trời. Làm sao có tiền để góp cho bà ta ta tâm đây, trời ơi là trời. Khổ ghê đó. Bảo vệ, chạy bà con ơi. Bảo trời đất ơi, chị Hai ơi, là chị Hai. Người ta mới bị rượt té khói rồi nè, chỉ còn bài đặc hù ta nữa. Thì em mới thấy anh chạy như vịt ở ngoài đường nên em mới chạy theo anh nè. Công nhận á nha, ở nhà thấy anh lù khù vậy đó, mà ở ngoài này hả, mỗi lần bị rượt chạy thì anh là người chạy nhanh nhất á nha. Anh là người thích nghi với mọi hoàn cảnh mà. Ủa, sao giờ này em không đi học mà lại lang thang ở đây vậy? Chà, cúp cua phải không? Nói thiệt coi. Anh này, làm như là em hư lắm vậy á. Thi xong rồi tụi em được nghỉ 2 ngày. Hôm qua em đi chơi với mấy đứa bạn của em rồi. Sáng giờ ở nhà buồn quá à, nên em mới ra đây rủ anh đi chơi với em đó. Trời đất ơi, còn chuyện gì để nói nữa không? Nè, anh đâu có thì giờ an nhàn thư thả như em. Từ sáng tới chiều anh phải lo chuyện bán buôn, bệnh hoạn ôm đau cũng không dám ở nhà. Vì nghỉ một ngày là anh mất ngay, sợ hồi trăm thư tiền nó chờ anh đúng hẹn. Nào là tiền chợ nè, tiền trường, rồi tiền góp cho người ta nữa, chưa kể tiền cho em ăn bánh ăn quà. Anh Nhân nè, anh làm suốt cả năm trường cũng phải có một ngày ngơi nghỉ, đi chơi giải trí với bạn bè để tìm phút giây thư giãn. Anh là người ta chứ đâu phải anh là người máy đâu. Anh Nhân à, đừng quá ham tiền mà quên bản thân anh, coi chừng có ngày thành cục đá biết đi à. Sống ở trên đời ai lại không muốn được nhàn nhã thâm thân, ai không muốn được những giờ phút rảnh rang để vui chơi giải trí với bạn bè. Những hoàn cảnh nhà mình luôn nghèo nàn thiếu hụt, tất cả nhờ vào chuyện buôn bán của anh. Nhất là phải lo cho chuyện học của em, để em không thua sút bạn bè. Thấy anh cực khổ như vậy, thiệt tình em thương anh nhiều lắm. Thiệt không? Mình không máu mủ thâm tình mà anh trọn lòng hy sinh tất cả. Mẫn à, nếu mà em biết thương anh á thì em phải lo học cho thật giỏi, sớm được thành tài có sự nghiệp tương lai, cho má vui lòng và anh cũng vui lây. Thì em cũng cố gắng học lắm chứ bộ anh nói. Không phải là chỉ cái chuyện học hành thôi đâu, mà em còn phải biết hiếu thảo với má nè. Những lúc rảnh rỗi như vậy á, em nên ở nhà phụ má lo công chuyện nhà, lo săn sóc cho má. Làm được như vậy á, má sẽ vui lắm, em có biết không? Nhưng mà anh cũng biết rồi đó, tánh tình của má với em á thì không hợp, cứ ở gần chừng lát á là thế nào cũng có chuyện à. Lúc nào má cũng rầy cũng la em được hết á. Thì má thương em, quan tâm tới em nên mới rầy la dạy dỗ em. Nhưng mà anh thấy em cũng hư lắm đó, làm con mà cứ cãi lời má hoài à, không ngoan ngoãn gì hết á. Em làm như vậy á, má buồn lắm, em biết không? Thôi mà, ở nhà gặp má, ra đây thì gặp anh, cứ như vậy hoài làm sao mà em chịu nổi chứ. Nè, bây giờ cũng đâu có buôn bán gì được đâu. Không ấy, anh đi chơi với em đi. Ê, anh nói là không có được mà. Em nói được là được mà. Không thôi được. Nhưng mà em xin anh đi, 1 tiếng đồng hồ thôi mà anh. Nha. Nhưng
nhưng mà không có nhân vị gì hết á. Theo em coi kìa Mẫn, đừng có phá anh mà, trả đồ lại cho anh đi. Trời ơi, trả lại là... không có đi trả bán. Đâu chạy theo em đi Mẫn. Chạy theo em mà lấy nè Mẫn. Mẫn à, trời ơi. Con đi đâu đó? Chừng nào mới về? Con đi học. Con đi học ở trường nào? Có phải trường của đám bụi đời ngoài đường phố không? Con coi lại coi, quần áo hở hang, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ. Ai cho con vô lớp mà con nói là đi học chứ? Thôi đi, lại cào nhào nữa. Không có cho ở thì tôi đi. Ngày nào cũng tụng kinh nhức đầu nhức óc quá, sao tôi chịu cho thấu chứ? Vậy mà tôi học giỏi mới hay chứ. Học giỏi hả? Con coi đây nè, thông báo của nhà trường con bị đuổi học. Thiệt tôi vô phước mà, sinh con nuôi cho khôn lớn, bây giờ còn chịu khổ như vậy đó. Tại người ta không cho tôi học, chứ đâu phải tôi tự động tôi nghỉ đâu. Lại nhảy hoài. Con quá lắm rồi mà, thật là xảo trá điêu ngoa. Dối gạt người trên, lừa bán thân mình. Mới lớn lên đã chạy theo thói đua đòi. Con người ta giàu, còn nhà mình nghèo mà sệt. Làm sao so bì theo kiểu cách ăn chơi. Học hành không lo, toàn mê vũ trường nhạc dựng. Trời ơi đời tôi sao quá nhiều bất hạnh. Con cái lớn rồi mà chẳng được yên thân. Thôi bà ơi, bà mở miệng ra là bà than thân trách phận à. Ai biểu bà sinh tôi ra để giờ đây bà ân hận. Tôi đánh mấy con nhỏ nhiều chuyện ở trong lớp á, tôi nghỉ học rồi. Bà đỡ tốn tiền chứ sao. Mẫn ơi, con hư đốn quá nhiều. Người ta từng này biết phải trai trắng đen. Còn con đã lớn khôn rồi, chỉ toàn ăn hại lại còn hư thân. Cái gì? Nè nha, tại bà chửi tôi đồ ăn hại hư thân mất nết, cho nên tôi mới đi à nha. Có cái gì mà lớn tiếng với mẹ vậy Mẫn? Con gái lớn rồi, có chồng được rồi, ăn nói với mẹ mình hỗn hào như vậy, lỡ có bạn trai nó nghe được thì thiệt là xấu hổ đó. Mắc mớ gì tới gì? Tôi biết nhà này không có ai ưa tôi hết trơn á, thì để tôi đi cho khuất mắt mấy người. Mẫn, con dám trả lời với dì Hương như vậy hả? Bao năm nay con ăn nhờ ở đậu nhà ai? Con thật là vô ơn bạc nghĩa mà. Mẫn, Mẫn ơi, dì không tạo ra con nên dì không có quyền mắng chửi. Nhưng tận đáy lòng thương yêu, dì có thể gửi gắm một lời khuyên. Con được bao nhiêu tuổi là mẹ con chồng chất bấy nhiêu đau buồn. Từ những ngày đầu khi hình hai vừa tương phôi thai, mẹ con khổ nhiều vì bất trắc cuộc đời.
đời sớm vội nảy sinh. Tay ầm con thơ mà lòng khô đau, tình người cay đắng cô đồng sầu tư, làm tình thương nuôi đứa con khờ. Sự thể ra sao, chuyện ngày xưa làm sao tôi biết được, chỉ rõ một điều là ba tôi hiện giờ trôi nổi về đâu. Tôi luôn khổ đau vì chuyện ngày xưa chia cách thâm tình, nhưng có một ngày ánh trăng mờ soi tỏ màn đêm, từ trong xa xưa sự thật ngày xanh sẽ được phơi bày. Mẫn à, không lẽ vì cái chuyện đó mà con vô lễ với mẹ con? Con tự đánh mất tình thương của mọi người và tương lai của chính mình sao? Con còn quá ngây thơ nên con chưa biết rằng mình đã ngộ nhận. Không, đã là tình thiêng liêng thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không có sự ngộ nhận. Tôi linh cảm cha tôi là người đôn hậu, nhân từ, chí ít cũng không phải là người thường rầy la mắng chửi tôi. Ủa, chuyện gì mà cả nhà có vẻ căng thẳng quá vậy má? Con hỏi con Mẫn thì biết liền hả? Má sợ nó quá rồi. Kể từ bây giờ, nó muốn làm gì thì làm, cứ coi như má đã chết. Kìa, má à, em con nó có gì không phải, má bớt giận bỏ qua. Cắn đắng cho mấy cũng là mẹ con mà. Má giận, em Mẫn buồn, con đâu có được vui. Cảm ơn anh đã quan tâm à. Đó, con nghe nó nói chưa? Trong mắt nó bây giờ không còn ai đáng tôn trọng hết. Còn gì cái, nhà cửa gì đâu mà chán quá trời quá đất luôn. Nè, chận tôi lại á, có gì thì nói nhanh đi, tôi đi à. Đi đâu? Đi đâu kệ tôi. Bữa nay xui xẻo quá, bán buôn bị mấy ổng dí chạy muốn hụt hơi luôn, khăn nón thì bay tá lả luôn, đã lộ vốn về nhà còn gặp mặt bí sĩ nữa, chán quá. Em cười gì vậy? Ý, ý cha, màu mè dữ người ta, có cần tôi cho cái nón không? Nè, để vào lớp á, người ta tưởng đâu con tắc kè đi học á thì khổ lắm á. Anh này, anh quê mùa thì có, mốt bây giờ đó anh hai à. Gì? Anh có thương em không? Lãng nhách không? Có hai anh em à, anh không thương em không lẽ rồi anh thương mấy đứa nhỏ ngoài chợ? Anh nói thương em, sao không thấy anh quan tâm gì hết vậy? Thì anh vẫn thường xuyên cho tiền em đi học nè, đi bán về lần nào á cũng mua bánh cho em ăn nè, rồi... Thôi đi, đó là tình thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Mà em không còn là con nít nữa đâu. Mà em đã đi qua lứa tuổi ngây khờ, giá từ những năm tháng hồn nhiên. Cho nên anh á, phải thay đổi tình thương sao cho hợp lý hợp tình. Ý trời ơi, em nói gì mà anh nghe qua lạ, dù trước hay sao thì tình thương nó dần dày. Thiệt, anh á, anh mới chính là kẻ thật ngu ngơ, không biết vô tâm hay quá đổi vô tình. Em nói gì vậy? Cho nên anh lạnh lùng, làm như không hay biết. Đóa hoa khoe sắc màu, tỏa hương thơm ngây ngất. Chờ hạt sương mai, cho qua thêm tươi thắm. Mẫn à,
Hôm nay á em nói chuyện gì thật là lung tung, anh có hiểu gì đâu. Nè, em á, em thay đổi quá nhiều đó, ăn nói khác thường, bởi vậy làm cho mẹ và dì Hương giận đó, em thấy không? Đó, khi không đang nói chuyện này, cái anh lại... Em biết mà, đâu có ai thương em đâu. Thương? Thương làm sao? Anh là anh hai, nên mỗi lần thấy em không phải với má là mỗi lần em gieo vào anh nỗi buồn phiền sâu kín. Mẫn à, má đã khổ nhiều rồi, sao em không cố gắng dằn lòng cho má có được phút giây vui sướng? Sao vậy em? Em nói cho anh nghe đi. Có thể em cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng và cô đơn giữa đông người, nhưng em không có được một tình yêu thật sự, thì làm sao em cảm nhận được tình thương yêu của người mẹ hiền hết lòng lo lắng canh chừng cho con từng miệng ăn giấc ngủ. Mười mấy năm dài nào qua ngày giang trung, mong con lớn khôn giữ trọn hiếu nhân lấp khoảng trống tâm hồn. Thời gian làm gầm nhắm tuổi buồn, chịu đựng nuôi nấng con thơ. Em hiểu vậy thì anh mừng, nhưng em mãi vô tư làm sao hiểu được nỗi đau khổ của mẹ hiền. Nở những câu nói đau lòng cho mẫu tử tình thâm rơi vào bờ vực. Anh khuyên em đừng nên nóng nổi u mê, nên soi rọi bản thân dò trong lòng đục cho ấm em hạnh phúc gia đình. Anh cũng sướng vui vì thấy em nên dốc nên hình. Em biết mà, anh cũng đứng về bên ấy nữa. Tại sao mọi người cứ đổ trút lỗi lầm lên đầu của tôi? Tại sao mọi người không hiểu rằng tôi đang trống vắng và cô đơn? Sự cô đơn đến thê lương quang lành. Tại sao mọi người không thể hiểu rằng tận sâu thẳm trong tâm hồn non dài đang cần những tình cảm yêu thương tha thiết chân thành. Một tình cảm thiêng liêng vô bến vô bờ. Những gì tôi có hôm nay thật lạnh lùng xa lạ. Cuộc sống đã biến tôi thành một ốc đảo. Biết mình sẽ không được gì hơn nếu phải chôn chặt cuộc đời giữa nơi tâm tôi, nơi mà lúc nào tôi cũng là người có lỗi, là kẻ mất nước tư thân trong tâm tưởng bao người. Tại em nghĩ vậy thôi, chứ trong nhà này có ai ghét bỏ gì em đâu.
chẳng những anh với má thương em, mà cả dì Hương cũng thương em như là con ruột vậy đó. Chỉ có anh là người biết quan tâm tới em thôi, chứ còn má với dì Hương lúc nào cũng nhìn em bằng cặp mắt khó chịu, làm như là em là cái gai ở trong mắt họ không bằng vậy đó. Mẫn, em đừng có nói vậy mà mang tội đó. Có thương em, có lo cho em thì má với dì mới hay để ý rầy la em. Má thường nói với anh nè, em của con đó là con gái, nhà mình nghèo, má không đủ sức lo cho hai đứa ăn học tới nơi tới chốn. Con phải nghỉ học để lo tạo tần mua bán. Có thương má, thương em thì con đừng giận má ghét em. Hãy cùng má lo chở che đùm bọc cho em, của con một cuộc sống yên bình. Người ta nói ăn theo thuở, ở theo thì, con nhà nghèo bữa cháo bữa rau trong cảnh đời đạm bạc. Mẫn à, em đừng ăn diện xe xua đua đòi theo chung bàn, thiên hạ chê cười không ít lời gì đâu. Nghĩa là mọi người ở trong nhà này muốn em phải làm con vịt bầu sống giữa đám thiên nga hả? Không phải như vậy. Sống đúng với hoàn cảnh của mình á thì sẽ không ai chê cười đâu em à. Miễn mình đừng làm điều gì xấu hổ thì có gì đâu phải sợ. Như anh nè, nghỉ học đi bán dạo cùng đường cuối xóm, nhiều khi gặp mấy đứa bạn cũ á. Lúc đầu á anh cũng thấy hơi quê quê chứ, nhưng mà nghĩ lại á, mình đổ mồ hôi ra để kiếm những đồng tiền chính đáng thì đâu có gì phải quê. Mình đâu có ăn cướp giật của ai đâu, đúng không? Ai coi khinh anh á thì có nghĩa là họ tự coi khinh chính họ vậy. Nhưng mà anh hai à, em là con gái mà anh hai. Thì chính vì em là con gái nên cả nhà đều ưu tiên cho em mọi thứ á. Nè, cả tình thương và sự quan tâm cũng dồn hết về cho em nhiều nhất. Vì vậy mà em nghĩ là mọi người ai cũng ghét em nên hay để ý rầy la em. Em nghe anh đi, nhìn xuống một chút sẽ thấy em còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm Mẫn à. Mệt mệt quá, nói tới nói lui anh cũng muốn em phải lem luốc xấu xí giống như mấy con nhỏ bán vé số thuốc lá dạo chứ gì. Vậy mà anh nói là thương em, lo cho em, ai cũng môi mép để lừa gạt em được hết. Từ nay em không thèm nghe anh nói nữa đâu, không nghe đâu. Mẫn, Mẫn à, ở nhà ăn cơm còn đi đâu vậy? Thiệt, con nhỏ này. Dạ chào cô. Bữa nay cô đi ăn có một mình sao? Mấy cô cậu thường đi chung với cô đâu hết rồi? Bữa nay tôi không muốn gặp ai hết á. Tuổi trẻ mà giận nhau đó rồi cũng sẽ thân nhau ngay đó. Rồi bữa nay cô ăn cái gì, tôi sẽ nấu thật đặc biệt để cô ăn ngon đến quên giận luôn. Cảm ơn. Tôi đang khát nước, chú cho tôi một ly sữa tươi đi. Dạ có ngay. Dạ mời cô. Bữa nay quán vắng khách quá hả chú? Lúc này dân nhậu hết tiền hay sao mà thưa thớt quá. Ơi, làm tôi cũng hẻo lay luôn. Lần nào tới đây ăn uống, tôi cũng thấy chú làm việc có một mình. Có đêm chú dọn dẹp xong rồi lủi thủi ra về lặng lẽ. Vậy chẳng hay chú có bà con họ hàng con cháu gì không? Đã lớn tuổi mà còn chịu khó như vậy. Nè, bưng nước dọn bàn, lương có khá không chú? Sao chủ không chịu chọn mấy cô gái trẻ trung giống như là mấy cái quán ở đằng kia kìa? Dạ thiệt tình không giấu gì cô, tôi làm đây chỉ là vàng ăn theo. Sức già như tôi đâu có ai dùng. Tôi xin lương nhờ mong kiếm ngày hai bữa cơm. Vậy nhà chú ở đâu? Chú có vợ con gì chưa? Vợ con của chú làm gì mà lại để chú đi làm cực khổ như vậy chứ? Tôi không có nhà, vợ con tôi thì có, nhưng tan nát hết rồi cô ơi. Vợ tôi bỏ theo trai, còn con tôi thì đi theo bà ấy. Thím ấy bỏ rơi chú hả? Còn hơn vậy nữa, chạy theo nhân tình không thôi, còn hãm hại tôi ngồi tù nữa.
xin lỗi cô nghe. Tôi không dám quơ đũa cả nắm, nhưng đàn bà gì mà độc ác quá. Mỗi khi nghe có ai vô tình nhắc tới bà ấy, tôi uất ức không chịu nổi. Hoàn cảnh của chú thật là đáng thương. Vậy còn đứa con lớn hay nhỏ mà không tìm chú? Đứa con gái tôi đến nay cũng trạc bằng cô. Tôi thương nó lắm. Nhưng ngày tôi ra tù, mọi việc cũng đều đổi thay. Mỗi tối khi dọn dẹp bàn ghế xong, tôi về một mình trong đêm vắng. Tôi nhớ đến nó mà không cầm được nước mắt. Thương về con phiêu bạc nơi đâu, không biết đang yên lành hay đời dành bao nhiêu sầu đau. Luôn những mong cho đời con vui vẻ. Buồn gì trời gây nhiều trái ngang, nghe mấy câu chân thành mà lòng vẫn trao xót thương. Ai kiếm xuôi đôi đường ngăn cách thâm tình đôi nơi, mong ước sao ơn trời xuôi khiến cho sum dày cha. Bất hạnh như tôi mà gặp được những người tốt bụng như cô thì cũng thấy được đôi phần an ủi. Chú, cháu xin lỗi, cháu đã làm chú xúc động. Làm sao chú có được tấm hình này? Hình này là của vợ tôi đó cô. Chú nói sao? Người trong ảnh này là vợ của chú à? Đúng, đúng như vậy đó cô. Trời ơi, chú, chú là Nguyễn Hoàng. Đúng rồi. Sao, sao cô biết tên tôi? Vợ của chú tên là Nguyễn Thị Phương Hạnh phải không? Ủa, cô đây là... Con là Mẫn đây. Con là Mẫn? Là con gái của bà đây sao? Ba, con Mẫn, con của ba. Ba ơi, con là con của ba đây mà. Mẫn ơi, gặp được con đây, lòng của ba như rạo rực tràn dâng niềm vui sum hờn. Như ba đã trút được gánh nặng ưu tư phiền muộn mà ba đã đeo mang suốt mười mấy năm trường. Có ai hiểu được nỗi nhớ thương con, nó sâu nặng khôn lường. Chắc người đàn bà có quá khứ nhút nhớ tội lỗi ấy đã không tiếc lời phỉ bang ba trước mặt của con. Dù bà ấy đang tâm dứt nghĩa đoạn tình, nỡ sắp bài đưa ba vào mướn sâu kế. Con ơi, sau mười mấy năm bị giam cầm nơi lao lý, nay nhìn được con là ba sướng vui mãn nguyện trong lòng. Ba, cảm ơn trời Phật thương tình cho tôi gặp lại đứa con tôi vô cùng thương yêu quý mến. Ông trời ơi, xin nhận nơi thằng hoàng khốn khổ này một lại đền ơn. Ba, con mất hiếu, để dòng đời trôi dạt đưa đẩy ba vào cảnh khốn khổ lầm than. Dù cảnh đời nổi sóng biển dâu,
vùi dập con gái của ba trong tận cùng bất hạnh. Dù mẹ con xô đẩy ba vào chốn thê lương, nhưng đôi tay mềm yếu con nguyện sẽ đưa ba trở về với cuộc sống. Nếu có thương con, ba hãy mở vòng tay đón nhận lòng hiếu thảo thâm sâu của đứa con gái dại khờ. Từ nay ba sẽ hết cảnh lông đông, con sẽ đòi lại những gì mất mất bờ. Nếu không giúp ba mọi điều thỏa đáng thì không xứng là con ruột của ba. Mẫn con, ba nghe những lời này ba mừng lắm. Con lớn rồi, lại xinh đẹp nữa, nên biết được ai là người tốt, phải không con? Dạ. Ôi, con gái cưng của ba. Ba, ba của con. Con của ba. Hạnh nè, chị nghe thằng Nhân nó nói, nó đi bán, tình cờ nó thấy con Mẫn nhà mình ở trong vũ trường sau đêm đi ra. Chắc là nó làm ở đó quá. Trời ơi, sao thằng Nhân không chặn nó lại hỏi cho rõ vậy? Thằng Nhân nó sợ có bạn bè nó ở đó rồi nó giận vì mất mặt. Không biết cái chỗ đó có đàng hoàng hay không, hay lại xa vào cái tình cảnh chị em mình trước đây thì ân hận không có kịp. Thiệt, cái con Mẫn này càng ngày càng tác tệ mà. Nói xấu kẻ vắng mặt chắc chắn không phải là người tốt. Có mặt tôi nè, nói tiếp đi. Mẫn à, con hiểu lầm rồi. Dì với mẹ con rất thương con mà. Cảm ơn. Trời ơi, ruột thịt còn chẳng ra gì, huống hồ người dân. Mẫn, con vẫn bướng bỉnh không thay đổi chút nào. Không yêu thương con thì làm sao con sống được đến bây giờ chứ? Nè nha, bà đừng có nói tiếng thương tôi nha. Tôi sợ ở tù lắm đó. Mẫn, con vừa mới nói gì? Con nói cái gì? Con nói lại cho dì nghe coi. Tại sao lại ở tù? Ai ở tù? Con muốn ám chỉ chuyện gì vậy Mẫn? Tôi muốn nói rằng cũng vì bà thương ba tôi, cho nên ổng mới chịu ngần ấy năm trong lao cám. Tôi đã biết rõ tất cả mọi chuyện rồi. Muốn hiểu đàn bà thật không dễ dàng đâu, trừ khi họ thật sự là vợ của mình. Cặp sách với trai còn ra tay hãm hại, người chung gối chung chăn thật ác độc vô cùng. Cũng may là ba tôi chưa có chết ở trong tù, nên tình thương của bà không thể giấu che. Mẫn ơi, má không ngờ con quá ư tác tệ, nuôi dưỡng lớn khôn để được con quán con. Ai đã nói với con những chuyện quá đau lòng, để con đai nghiến nặng nề như một kẻ vong ân. Khỏi kể bà ơi, tôi đây đã biết trước. Bà vốn đã quen chuyện mua bán ân tình, sớm muộn gì bà cũng đòi tôi trả công mà. Tính đi, tính hết bao nhiêu, bà nói thẳng một lời. Mẫn, nói vậy là con đã gặp tên đúng mà. Hắn theo dệt chuyện xưa gây nên nỗi bất bình, mười mấy năm nay con sống giữa thâm tình, ai cũng luôn dành cho con trọn tình thương. Còn chuyện của ba con, vì sao mà lâm tù tội? Vì sợ con buồn cho nên má con chưa cho biết vội. Ngày hôm nay con cũng vừa khôn lớn, cần hiểu hết những điều còn bí ẩn sâu xa. Chuyện đó ba tôi đã kể hết ngọn ngành, cũng vì bà mà ba tôi bãi quải thân danh. Mười mấy năm phải sống kiếp lao tù, tan nát gia đình phải cách biệt con thơ. Mẫn, con đi nghe lời người cha bất nghĩa bất nhân đó. Nếu ba tôi là một người bất nghĩa bất nhân thì một người vợ ngoại tình rồi hãm hại chồng phải lâm vào tù tội thì phải gọi là gì đây hả? Nói đi. Mẫn, con hãy bình tĩnh. Con bình tĩnh mà nghe gì nói, con đừng có hồ đồ. Đủ rồi, vì bên giật má tôi cũng phải mà.
vì cùng xuất thân một nơi và cùng cảnh ngộ mà. Trời ơi, vĩnh biệt. Mẫn, con đừng đi mà. Mẫn, Mẫn. Trời ơi, chị ơi, nuôi con từ khi đỏ hổm đến nay, đến giống đến hình. Em chỉ mong muốn một điều, thấy con thành người hữu ích, là em vui lòng nhắm mắt về sau. Nhưng chị ơi, em thật không ngờ đời em bất hạnh. Buồn tuổi dập dồn dường như vô tận, tạo ra quá nhiều lận đận, không làm sao tránh được phiền. Em muốn vô chùa thì pháp quy y, bỏ mọi điều thế tục, cứ mãi đeo mang hình hạ tâm hồn. Cái đắng cuộc đời em đã đi qua, và bệnh gan chịu đựng, nay vì sự ngộ nghịch của đứa con mà em đành nhà Phật, cho lãng quên nỗi sầu. Liệu em có tròn ý nguyện được không? Nơi thanh vắng tiếng chuông chùa vang vọng, sẽ xoa tan đi những cái đắng ngờ. Vật lộn với vô vàn nghiệt ngã trải qua, có nỗi khổ nào em chẳng đi qua, có đau thương nào chưa một lần nếm trải. Khi trần thế quá nhiều khổ nhục, thì mượn chốn thiền viên nương tựa đến hơi tàn. Em đừng vì quá chán nản thất vọng chuyện gia đình mà em cho rằng thế gian là bể sầu vô tận. Tại sao em không nghĩ rằng hoàn cảnh của mỗi con người tự hình thành nỗi khổ đau, thì chiếc áo nâu sòng đâu thể đủ quyền năng giúp cho em rủ sạch niềm đau khổ đâu hẳn. Là vậy, nhưng ít ra em cũng tránh được ánh mắt nhìn khinh miệt, không phải nghe những lời bay mỉa cười chê. Em không phải chứng kiến sự đua đòi dẫn nó đi dần vào con đường mà em đã tránh xa, con đường mà quá khứ đã tô đậm vào hồn em một vết thương nhức nhối. Em sợ con mình sẽ xa vào tội lỗi, đó là cửa âm cung nhân hiển hiện ở dương trần. Hạnh ơi, nếu như vậy thì em càng nên tỉnh trí, hãy tìm cách đưa con nó về với nẻo trong sáng thanh cao. Đừng vì buồn đau hay dối hờn nóng nôi mà chính ta vô tình hãm hại đời con. Chị nói em nghe cũng phải, đợi thằng Nhân về
rồi cùng nhau tìm cách cứu nó nghe chị. Nói vậy nghe phải được không? Hay là chị em mình tìm chỗ thằng Nhân nó bán, đi khuây khỏa một chút rồi cùng về với nó, được không em? Cũng được, mình đi chị. Đi em. Làm việc tốt lắm. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nhờ được bố trí và công việc thích hợp nên cũng đỡ vất vả. Tôi định chuyển cô sang bộ phận khác đó. Thưa ông chủ, vì sao ạ? Hay là tôi đã làm điều gì ông không hài lòng? Không, không. Ngược lại đằng khác. Không hiểu, tôi lại có cảm tình đặc biệt với cô, cho nên muốn cô làm việc nhẹ nhàng hơn. Không biết ông chủ nói thiệt hay là có ý trêu chọc tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông trước. Cô Mẫn à, cô nói là cô đã từng ở xóm Nước Đen phải không? Dạ. Nhưng hôm qua trở về trước thì đúng, còn hôm nay trở về sau thì không. Thì ra cô có nhà mới à? Dạ không, chỗ ở mới. Cô thật thà đến dễ thương. Cô cười cái gì? À, cô cười câu nói của tôi phải không? Dạ không, tôi mắc cười vì một ý nghĩ tò mò. Ông chủ bình dị, dễ gần gũi như thế này mà vẫn sống một mình cô độc. Từng tuổi này mà chưa có gì hết, nói ra thật xấu hổ. Mà đúng hơn là nửa không nửa có. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói cách đó. Không biết tôi có nên thổ lộ việc này với người mà tôi có cảm tình như cô hay không? Tôi rất vinh dự được hầu chuyện với ông, miễn người kể không cảm thấy bất tiện. Cô Mẫn à, thời gian thấm thoát như thoi đưa, mỗi ngày nào mà giờ đã gần 20 năm. Ngày xưa tôi có một người thương, tánh tình đậm thắm nết na, yêu nhau say đắm thiết tha. Cuộc tình một bước không rời xa, vì quá yêu nên vượt lễ giao gia đình. Khi ba tôi hay nhất quyết chối từ, không chấp nhận mối duyên tình, buộc đôi người phải xa nhau. Tại sao bác ấy định kiến về hôn nhân quá nặng nề, rồi ông quyết định thế nào mà hai người phải chia tay? Khi hay tin người xưa đi biệt dạng, vì mặc cảm mình từng là gái buôn hương. Tôi tìm khắp nơi mong có ngày gặp lại, nhưng người ấy vẫn bạc tâm. Ba tôi rất nặng về phong kiến, với lại ảnh hưởng từ tư tưởng của ông nội tôi. Do vậy ông ấy lồng lộn như ăn tươi nuốt sống con mình khi biết được cô ấy có một thời gian là gái bán hoa. Bán hoa?
có lẽ trong thiên hạ ít có ai chấp nhận sự cảm thông cho những cô gái sống bằng nghề buôn hương bán phân, thì càng không được mấy ai chấp nhận cho họ có cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Và chính tôi cũng không hiểu vì sao trái tim tôi lại bồi hồi xao xuyến để cho một tình yêu lên tiếng gọi tên mình. Đến khi chờ tình cơn say thì chúng tôi đã sâu nặng ân tình, như đã yêu nhau từ muôn kiếp trước cho đến kiếp này mới hội ngộ cùng nhau. Tôi tự hứa với lòng thà chấp nhận thương đau để được cùng người tôi yêu cận kề mãi mãi. Những người con gái bất hạnh kia vì chút lòng tự trọng và cũng vì quá thương tôi nên đành đứt đoạn ân tình. Tôi nghe nói khi người ta thật sự yêu nhau thì rất dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của nhau, nên chuyện ông yêu bà ấy đâu có gì khó nghĩ. Người ta cũng nói khi thật sự yêu nhau thì có thể vì nhau mà hy sinh tất cả, nên chuyện bà ấy bỏ đi cho tôi không mang tội với gia đình cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Suốt mười mấy năm nay tôi luôn ngậm ngùi dai dứt vì chính tôi mới là người phải sinh tất cả để bảo vệ cho người yêu một cuộc sống yên vui, chứ để cho người phải chịu khổ vì tôi thì thật lòng tôi không thể nào thanh thản được. Nên từ ấy đến nay tôi vẫn mỏi mòn trong ngóng vì không thể nào quên hình bóng bạn chung tình. Dù không biết người xưa còn gặp lại hay không, vẫn cô độc như tôi hay đang vui vầy hạnh phúc, nhưng lòng tôi không nguôi niềm hy vọng sẽ có một ngày đối diện với người thương. Cũng may là giữa ông và người ấy chưa có kỷ niệm ràng buộc, nếu không thì ông sẽ ân hận tột cùng vì ông là người giàu tình cảm. Thật tình tôi không phải chút nào hết, tôi đã làm mất quá nhiều thời giờ của ông. Không sao, tôi cảm ơn cô mới đúng, vì cô đã san sẻ cho vơi một phần tâm sự của tôi. Dạ, tôi xin phép. Dạ, chào ông. Có phải ông cho nhân viên mời tôi? Đúng rồi, mời cậu ngồi uống một chút gì nghe. Dạ không, cảm ơn ông. Đáng lẽ tôi ra tận nơi cậu bán, nhưng nói chuyện ở ngoài đường thật là bất tiện, nên tôi mời cậu vô đây để tỏ lời cảm ơn. Việc cậu ra tay đúng lúc kịp thời, nếu không cản ngăn đám giang hồ hung dữ, chúng đã phá vũ trường thành bãi tha ma và gây thương tích cho nhân viên. Phận của tôi nghèo hèn đi bán hàng rong, không muốn dính vào mấy chuyện này đâu. Nhưng trước lưỡi dao cướp mạng sống con người, tôi đâu thay đứng nhìn bỏ mặt người ta. Chuyện bình thường á, cần gì mà ông phải cảm ơn tôi? Đó là chuyện... Làm ơn không cần đáp trả. Cậu quả hào hiệp. Tuy nhiên tôi được biết số hàng của cậu đã không còn cái nào, nên ngoài việc cảm ơn, tôi muốn ngỏ lời phải trái với cậu. Tôi chỉ lấy đúng tiền vốn thôi, nhiều hơn tôi không nhận đâu, mà ít hơn á tôi cũng không bằng lòng. Cậu thật thà và cương trực làm tôi cảm mến. Như thế này nghe, cậu đến chỗ tôi làm đi, lương không tệ lắm đâu, cậu thấy thế nào? Làm việc chỗ của ông à? Tôi với cậu có duyên đó, làm việc ở đây rồi cậu sẽ hài lòng thôi. Tôi bận ít việc, thiệt không phải với cậu. Cô Mẫn ơi, lấy bao thơ tôi để trong học bàn đó, đưa giùm khách nha. Cậu cứ tự nhiên nha. Dạ, chào ông.
Nhân. Tiền của anh nè, anh có định làm chỗ này không anh Nhân? Có thể, nhưng không phải có nhiều tiền, mà chính được nhìn thấy sự xa hoa phù phiếm của em đó. Phải, em đã có nhiều cảm tình nơi ông chủ và cũng mong làm được nhiều tiền, nhưng số tiền đó không phải để dành cho em, mà để cho tương lai của một người khác. Em có trách nhiệm với ai đâu, luôn cả em nữa mà. Nhưng em có một trái tim chân thành và một hình bóng mà em hết dạ yêu thương. Người đó đang đứng gần em. Mẫn, em điên rồi. Không, em rất tỉnh táo. Trời ơi, mình phạm tội loạn luôn đó. Không, mình không cùng chung máu thịt. Từ lúc còn ở nhà, anh cố tình né tránh em. Em đã khổ sở vì điều đó. Anh không ngó ngàng gì đến em, vì anh không hề yêu em. Anh cứ làm anh hai của đứa em không cùng chung huyết thống. Mẫn, Mẫn ơi, nhưng không phải vì điều đó mà em cho phép mình cặp tay lên xuống xe hơi, ra vào khách sạn với một người đáng tôi làm cha. Em ơi, anh quá đau lòng khi nhìn thấy em trong tay một người, ánh mắt trao nhau lời trìu mến dịu dàng, tình tử bên nhau dưới ánh đèn màu. Gió vào lòng từng lời tha thiết ngọt ngào, em dễ dãi buông thả đời mình, thì đừng nói yêu bằng chót lưỡi đầu môi. Anh cố giấu che không nói ra sự thật, giọt nước từ lòng không thốt tiếng yêu em. Một tiếng chân tình sẽ chấp cánh đôi ta, thẳng hướng tương lai bằng đôi chân non dài. Em cố bên anh đi hết con đường đời. Mẫn ơi, em không còn là một cô gái hồn nhiên, đường tương lai làm sao có được, thì thôi đừng mơ ước chuyện xa vời. Vì chuyện tình yêu hãy dành bán cho kẻ có nhiều tiền thừa mua hạnh phúc, còn tôi chỉ đón nhận thăm ăn từ đức hạnh của người mẹ nhân. Người đã dưỡng nuôi tôi từ khi mới chào đời, dẫu biết rằng tôi không là con ruột, nhưng công dưỡng dục của người sánh tựa trời cao. Khi tâm hồn tôi không còn khoảng trống tình thương, thì làm sao còn chỗ chen vào tình yêu đôi lứa. Em hãy tính nhất chim bao quay về thực tại, danh vọng giàu sang đang dậy gọi chào mời. Anh Nhân, có thể anh đã nghĩ không đúng về em. Em cần tình thương yêu hơn những thứ khác. Lời bờ môi bao giờ cũng đẹp như ngôn từ người ta giảng dạy trong sách giáo khoa. Tiếc thay, thực tế thì không đơn giản chút nào em ạ. Anh Nhân, Nhân ơi, sao anh không nghĩ rằng chính sự phai nhạt của anh đã làm cho nỗi buồn em thế vô hạn. Chính thái độ rẻ khinh của má đã làm tổn thương tình quyết nhục trong em. Em cảm thấy trong gian cô đơn, sự hụt hẫng đang đợi chờ em cuồng tâm loạn trí. Nếu
còn tình thương anh hãy nghe em nói, dù trước hay sau em không đổi và thay lòng. Em như con chim nhỏ bay giữa khoảng không, bị gió lốc thổi tung cho ra rời đôi cánh, cố gượng bay tìm về tổ ấm, nhưng nẻo đường còn thăm thăm mù xa. Mẫn à, bây giờ anh phải đi bán, không thể ở lại đây. Hôm nào có cơ hội á, anh sẽ đưa em đi gặp một người. Anh chắc chắn rằng người ấy sẽ giải tỏa tất cả mọi u ẩn trong lòng. Em có chịu không? Em sẵn sàng. Anh Nhân à, còn... Thôi, em giữ giùm anh đi. Anh đi nha. Anh Nhân, anh Nhân. Anh nói đưa mình đi gặp một người. Ai vậy kìa? Dì Hương, má con đâu rồi dì? Hồi nãy nói đi chợ mua đồ, nhưng mà dì biết không phải vậy đâu. Má con đi tìm con Mẫn. Hả? Má con chịu gặp em Mẫn rồi à? Vậy đó, chứ tới nơi đâu có chịu chạm mặt, đứng ở đằng xa nhìn đã rồi về. Thiệt là tội nghiệp cho cả hai người. Hơi giận thì la lối vậy đó, chứ mẹ nào mà chẳng thương con. Cơm chín chưa vậy dì? Con đói bụng quá à. Cơm mới vừa cạn, để đợi má con về rồi ăn luôn cho anh vui. Dạ. Nhân à. Dạ. Trong con về dì cho con biết một tin. Thằng Tửng với thằng Dân Mát ở bìa xóm á, nghe phong phanh ở đâu mà tụi nó xúm lại nó xì xào. Cái đám giang hồ tìm cách trả thù con về cái vụ vũ trường gì đó. Dì lo sợ quá Nhân à. Tụi đó đó hả? Dì yên tâm đi, không có gì đâu. Con tự lo cho mình được mà. Cẩn thận nghe con. Nếu rủi ro con có bề gì á, chắc là dì không có sống nổi đâu. Dì Hương à, dì thương con nhiều đến vậy sao? Tại vì tình thương của dì đối với cháu sâu nặng như tình thương của một người mẹ với đứa con ruột của mình. Sao dì không lấy chồng sinh con mà sống cảnh quạnh hiu như vậy? Nếu mà không có hai mẹ con á, nương nhờ tá túc, có một mình dì ở trong nhà này á, khi tối lửa tắt đèn rồi dì phải làm sao? Hả dì? Nhân ơi, dì cũng ao ước được như bao nhiêu người đàn bà khác, có chồng có con, để vui vẻ trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng phần số trơ trêu, lúc tuổi đời đang độ thanh xuân, vì ngỡ mình được lên xe qua xuất gia, lòng ngập tràn niềm vui không kể xiết. Cuộc tình đã rẽ lối chia đôi. Như người trong thương, vì bị phụ hôn nên vì cất bước lên đường. Nhưng về định hướng, thân gái lạc loài dẫm trường tư cố vô thân, non một tuần trăng
chỉ kịp nhận ra một tính hiệu là thường. Nước mắt tuôn rơi khi mang một hình hài. Quán nghiệp tạo nên hay do trời sắp đặt, giết hại khói sầu ngay từ buổi ban sơ. Vì không nỡ nhân tâm làm điều ác độc, nên đứa trẻ ngây thơ đã cất tiếng chào đời. Trong vật già men cay của người mẹ hận tình, như vậy rồi hiện giờ đứa con ấy nơi đâu, sao gì không đưa về sống chung cho có mẹ có con, để nắng sớm mưa chiều quang dương tự thân. Ôi biết nói làm sao cho con tôi hiểu rõ sự tình. Lúc lâm nguy rơi vào cơn quẫn trí, mẹ đã đoán lòng dứt bỏ con thơ. Sao? Dì đã bỏ rơi đứa bé à? Nhân ơi, cho nên hai mươi mấy năm qua không phút giây nào dì nguôi ân hận. Nỗi đau dày xé con tim khi sớm tối ra vào hằng ngày nhung nhớ. Nhưng nào dám đâu tìm lại con mình. Vì tôi lỗi ngày xưa đã bôi xóa thâm tình, bao nhiêu giọt mưa rơi xuống dòng sông lạnh là bấy nhiêu giọt buồn thâm tận tim gan. Nỗi buồn riêng biết càng tỏ cùng ai, nên cứ lặng lẽ cứ mang âm thầm gánh chiều. Dãi thâm tình mượn lừa dối gửi trao, vì tiếng thiêng liêng chỉ còn trong giấc ngủ mơ màng. Điều trắc ẩn gì mà dì không thể tỏ phân, cứ mãi thổn thức trong tâm hồn âm thầm gánh chịu. Mà đứa bé bất hạnh đó là trai hay gái gì gì? Nó đã trưởng thành một chàng trai nhân hậu và lòng hiếu thảo thích giả thương người. Với đức tính hiền lương như dì nói á, cháu nghĩ anh ấy không nỡ oán giận gì đâu. Điều đó chỉ càng làm cho dì thêm đau khổ mà thôi. Dì à, đã làm người ai không có phút giây lầm lỗi. Chuyện ngày xưa xem như giấc mộng đêm buồn. Tôi bỏ con thơ không thể tha. Đành là như vậy, nhưng mà hiện giờ anh ấy vẫn sống và đã nên người biết đạo lý nghĩa nhân. Ở phương diện nào đó, vì vô tình tạo phúc đức cho người ta và tự mang lại cho mình chuỗi dài bất hạnh,
cho nên đừng quá khổ đau dằn vặt chi thêm buồn thêm khổ vì sao. Nhân ơi, lời khuyên bằng tâm trạng của người ngoài cuộc làm sao vơi đi những phiền muộn ở trong lòng. Dì Hương à, không phải như vậy đâu. Dì nghe con nói nè, nếu sự cảm thông của con không làm cho dì vơi đi phiền muộn, cũng có nghĩa là không có sự bù đắp nào xóa dịu được hận tội trong con. Thôi thì quên đi người chưa biết mặt, mượn thời gian quay qua nỗi đau riêng. Con cũng là người có khối óc trái tim cùng căn ngộ, kẻ bị bỏ rơi người thì đánh mất. Từ nay trong sâu thẳm trái tim, hề quên gì dạng dứt câu thâm tình. Con đoạn lìa vĩnh viễn người đã sinh đẻ ra con sao? Đó là nghị lực giúp cho con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà thôi đi, việc đó là việc riêng của con mà. Còn bây giờ dì chỉ cho con biết con của dì là ai đi, con sẽ có cách giúp dì được toại nguyện. Nhân con. Dạ. Dì cảm ơn, dì cảm ơn con nhiều lắm. Dì cô Mẫn à? Dạ, ông chủ mới về. Trên đường về tôi ghé cửa hiệu nên có món quà này tặng cô, hy vọng cô sẽ vui lòng khi nhìn thấy nó. Cảm ơn ông. Đừng ngần ngại mà. Chắc cô Mẫn khó hiểu vì sao tôi tặng cô chiếc nhẫn này phải không? Nó tượng trưng cho ý nghĩa tế nhị thay lời tôi muốn nói. Cô gần gũi tôi tuy không lâu, nhưng tình cảm tôi dành cho cô chắc cô đã rõ. Ở trong ngôi nhà sang trọng tiện nghi đầy đủ, tiền của có thừa, nhưng tôi cảm thấy thiếu vắng một hơi ấm gia đình, lời ngó ngào yêu thương. Em mãi chân tình để cùng bên nhau xe tơ cái tóc, mỗi lương duyên dừng bàn cho sẽ dành tất cả những gì mơ ước. Xin cảm ơn người đoái hoài đến phận bèo trôi. Tôi người thôn quê vẫn gối rồi.
lời sáng hiền mà làm cho ngăn cách tình thân. Ngày mai đã là của nhau thì phân cách làm chi để cho hai người đôi nơi. Vì tiếng duyên tình trong lòng chưa đồng cảm với nhau, qua năm tháng tôi hiểu người vô cùng đáng kính, tôi xin ghi lòng nào mơ tưởng đến chuyện ngày sau. Tôi thấy tâm can đau nhói trong tim với nỗi buồn này, mong cô nghĩ cạn suy cùng để cho mình vui duyên lành. Cảm ơn người nhủ lòng xót thương, con tim tôi khổ đau buồn dương, biết nhận lời là thôi hết mong. Tình như hoa sớm nở chiều phai, đừng vội nói tiếng nhạc phai khi tôi đang cố vẽ cho em bức tranh màu của khung trời hạnh phúc. Né qua màu son tô hồng mơ kết dội dần mây xây tổ âm thiên đường. Em không cô đơn trong vòng tay ân ái lạ thường, vũ trường sao đêm sẽ có bà chủ mới và ngôi nhà này tất cả là của hiện tại và tương lai phơi bày trước mắt. Đâu phải cô gái nào cũng có được dù chỉ trong mơ. Tôi xin em cho chúng ta cơ hội, đừng vội quay lưng thô tiếng ta từ. Ông chủ, đối với ông ngoài lòng kính trọng còn có sự cảm mến, nhưng trong việc hệ trọng này khó lòng chấp nhận. Nghĩa là cô nhất định từ chối à? Có thể tôi sẽ thay đổi ý kiến sau khi thỏa mãn một điều kiện. Điều kiện gì? Xin cô cứ nói đi. Ông chủ, ông biết rằng tôi có một người thân là nghĩa anh em nặng mối thâm tình, cho nên tôi muốn nhờ ông một việc. Xin ông đảm bảo an toàn mạng sống cho anh nhân. Hiện giờ anh đang bị bọn côn đồ bắt giữ làm con tin, trong tình trạng đòn roi tàn nhẫn. Ông hãy bỏ một số tiền dành về sự sống cho một con người mà tôi quý, tôi thương. Muôn nẻo đường đời trăm mối tơ vương, tâm sự của tôi chỉ một mình tôi hiểu. Bớt chớ con tim viết cuộc tình vô vọng, cũng là một cách yêu vì hạnh phúc người tình. Trong lòng tôi chỉ có một người anh, anh có ra sao tôi khó bề sống nổi. Thôi cô hãy bình tâm, tôi đi lo ngay chuyện đó. Tôi đi. Cảm ơn ông chủ. Anh Nhân, em dành cho anh sự sống hay em tự tìm cho mình cái chết? Nhưng ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhủ lòng thương xót con là Diệu Hương, xin cúi lại người nhỏ ơn ban phúc cho thằng Hoài Nhân được tai qua nạn khỏi.
Thì ông, ông đi đâu đây? Ông tìm ai? Dù sao cũng chỗ tình gì, tôi mới đến đây, bà làm gì ra vẻ xa lạ vậy? Tôi nghĩ là ông đã lầm nhà, mời ông đi chỗ khác. Ấy, đừng đuổi chứ. Nghe thằng Nhân bị tụi nó đập bể mặt, ý không phải, gặp chuyện không may, tôi mới đến thăm. Bà làm như tôi ham vô căn nhà đẹp đẽ của bà lắm sao? Thiệt là không biết điều. Thiệt uổng công tôi lặn lội đến đây, vậy mà không ngờ bà nghĩ xấu người ta. Hay chỉ có bà mới là người tốt? Người ta bỏ công việc thăm mình, không biết điều đúng sai phải quay. Ông Hoàng, còn ông lịch sự lắm sao mà ông lại quên quan ông lên tiếng, dùng những lời lẽ dài đời thật nực cười cho cái loài rác rưởi. Ông đi đi. Nè nè nè, bà cấm miệng ngay đi. Nếu hỗn với tôi thì đừng trách sao tôi quá vô tình. Giọng lưỡi của kẻ suy đồi, vinh dữ gì mà lên tiếng dạy ông. Hãy ráng chờ coi ai dạy ai. Thân nổi trôi như con cốc chết sình, không biết phận mình bộ thơm lắm hay sao. Chị Hương, chị đã quên lời em căn dặn, đừng bao giờ nói chuyện với loài bất thiếu tanh hôi. Con người bạc bẽo như vôi, tôi xem đã chết từ lâu, thì có gì mà phải bận tâm. Làm gái đứng đường mà sợ xấu hổ hay sao? Vì quá đáng khinh nên tôi được lòng con yêu, còn bà thanh cao tại sao con bà tránh xa. Ông Hoàng, ông đừng nên sinh sự bằng lời lẽ điêu hoa. Ông hãy về mà nín bỡ con gái giàu sang, ở đây một hồi có án mạng xảy ra. Hù dọa hả? Dám hôn? Tôi bây giờ chứ không phải như hồi trước đâu nghe. Chạm vào tôi là đụng đến con gái cưng. Mà cục cưng của tôi có tiền, lại sắp được lên làm bà chủ. Mấy bà liễu hồn đó, nó mà tức giận mấy bà là không có yên với nó đâu. Ông đi ra khỏi nhà ngay. Hạnh, thôi bỏ đi, chị không muốn nhìn thấy em thành người lì lợm. Chị Hương, số tiền vừa mượn để lo vụ thằng Nhân chị để ở đâu? Chị để dưới gối ngay đầu giường á. Thôi, để em vô thay đồ rồi cái chị em mình đi. Nè, ông chưa chịu đi, còn đứng sớ rớ ở đây làm gì? Tôi ở đây tôi chờ con gái tôi không được sao? Đủ hoài vậy. Còn Mẫn mà nó thèm bước chân về căn nhà nghèo hèn này nữa sao? Nằm mơ. Ông Hoàng chứ không có ai vô đây hết á. Trời ơi, tôi đã hại thằng Nhân rồi. Đi chỗ khác chơi, có hút hít gì thì lại đằng kia. Đâu phải hụt quẹt chùa đâu mà cứ khều dai xin lửa.
thằng kia vừa đi thì ông nội này lại đến. Hả? Nè, tìm chỗ vắng vẻ bài trò tiêu khiển, học đòi làm người sang giả, sướng thiệt ha. Nè, tôi tìm ông hơi vất vả đó. Cậu kiếm tôi làm gì? Làm gì thì tự ông biết. Bộ nướng hết tiền rồi sao chịu ngồi tâm sự với mấy con cá dưới nước vậy? Ờ, thì tại tôi thích. Tò mò quá đáng. Không có gì đâu, mà có thì cũng chẳng có giúp gì được cho ông đâu. Đừng có mong cầu cứu mất công. Nè 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 nè, đừng có giỡn chơi nha. Đừng làm bậy nghe cậu nhân. Ờ, mà tao đâu có rảnh. Cậu mày ở lại chơi ngang, vì đường về nhà còn rất xa. Thôi, ông đừng giả vờ đóng kịch. Tôi không có thì giờ để phô diễn với ông. Cậu nói sao tôi nghe không có kịp. Đừng nghĩ không ai mà ra tay ăn hiếp. Đụng tới tôi là ân hận khôn cùng. À, đụng tới ông là chút lấy hoa phiền. Thôi thôi tôi đã biết rồi, nên thằng nhân này đâu dám có gan. Trước mặt ông giờ đây đã có tôi rồi, sau lưng mới chính là con đường. Cách an toàn là hãy nhảy xuống sông. Nhảy đi. À, đừng. Nè, có gì từ từ cởi mở nghe. Tôi không có biết lội à, sông này sâu lắm đó. Biết sợ rồi sao? Tôi sợ nước chứ bộ sợ cậu à? Tôi biết ông gan lắm mà. Vậy thì ông hãy trả lời tôi, tại sao ông bày trò đốt mặt ham hai người hiền lương một thời là vợ của ông? Ông phải là người không mà trong đầu ông toàn kế mưu hèn hạ, lừa dối con gái của ông, chứ làm sao qua mặt được tôi. Ê ê, đừng có nặng lời, nghe cái thằng nhóc con. Mày biết cái gì hả mà xen vào chuyện của tao? Con gái của tao lỡ mà nó nghe được mọi chuyện, rồi chửi ở trên đầu cha, đừng bày đặt dạy con. Màn kịch dùng về đã được ông vàng dựng ra để che mắt người thân. Đã đến hồi kết cuộc rồi ông, trả thù năm xưa bà ấy có tội gì? Ông hành hạ người ta, đào hố cách ngăn rẽ, chia tình con với mẹ, lợi dụng con ông. Không biết rằng tiền ấy là do ở đâu? Ừ, tao vu oan xui con gái tao ghét luôn bà Hạnh. Tiền của bà Hương cùng chính do tao ra tay ăn trộm. Hả? Mày làm gì được tao? Cái thứ lạc chợ trôi sông. Thật lòng đốn mạc mà. Chửi nữa đi. Dơ miệng mày mà tiền cứ theo tao vào đầy túi. Nói nào ngay, cũng nhờ con gái thương tao cho tiền xài hoài. Lo cơm tao ăn, lo nhà tao ở, quần áo tao đang mặc nè, nó mua cho tao đó. Mẹ con mày có gì không? Hả? Thiệt tình, ông còn thua một đứa con nít nữa đó. Ôi, tức hả? Tức thì giảo lỗ tai mà nghe. Đừng có khua tai múa chân là không được à. Đúng là cái đồ ăn bám mà. Tao bám con tao, bám bà chủ tương lai không vinh dự hơn mày bám vào hai con điếm. Tôi cắn ông á. Mày dám à? Mày dám đánh vào người có tiền hả? Nếu ông không phải là ba của em Mẫn ha, thì dù ông là ông trời, tôi cũng đánh ông dở mặt nữa. Chứ đừng có nói chi tới mấy cái tờ giấy vô tri vô giác đó. Mẫn à, người anh đưa em đi gặp, em đã rõ rồi đó. Anh về à? Ê, mày vừa nói gì? Hồi nãy giờ bộ... Tôi đã nghe hết rồi. Hả? Trời ơi con ơi con, không phải như vậy đâu, con đừng có tin lời nó. Tôi chỉ tin vào lời ông.
Ông đi đi. Không, Mận ơi, không phải như vậy đâu. Nó sỉ dạ ba, ba bực tức. Con đừng có nghe nó mà Mận. Tôi không muốn nhìn thấy ông. Ông đi đi. Trời ơi, tôi không ngờ tôi đã bị người cha dối lừa. Vậy mà bao tháng ngày tôi ngủ vùi trong cơn mê. Mẹ ơi, mẹ có nghe không? Lời con trẻ khổ đau tự dằn xé lòng mình cho thật nhiều xót xa. Trời ơi, làm sao tôi có được? Lời êm ái như ngày nào, mong nối lại thâm tình, hàn gắn tình mẹ con. Trời ơi, không, không có được. Mận ơi, con suy nghĩ lại đi. Con không được về với bà ấy. Không có được về căn nhà đó, con nghe chưa? Ông đi đi. Ông đi mau đi, đi đi. Trời ơi. Chào bà. Xin lỗi bà, có phải là mẹ của cô Mẫn? Dạ, chính tôi. Ông đây là... Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi? Chủ vũ trường Sao Mai. Thì ra ông là chủ con Mận. Chẳng hay ông cần gặp tôi có việc gì, xin ông cứ nói. Tôi tìm đến đây có một nguyên nhân. Người có công xin nuôi dưỡng cô Mận nên người. Thật lòng với ông, thiệt tình tôi không dám. Nên hư thế nào là do nó mà thôi. Tôi khù khờ, không có biết gì đâu. Không nên giận hờn cô ấy mà làm chi. Quả quyết với bà đã cổ thật đáng thương. Thiêu thào với mẹ cha anh em rất đổi chi tình. Xem nhẹ thân mình coi trọng chữ nghĩa nhân. Ông nhận xét tốt về nó là điều hiển nhiên. Nếu ông đến đây chỉ vì để khen con Mẫn thì xin lỗi. Không không, phiền bà thêm giây lát. Tôi đến để thăm gia đình. Sao là xin phép thỉnh thị ý kiến của bà về việc tôi và cô Mẫn. Tôi chưa hiểu ý ông. Có phải ông định nhận con Mẫn làm con nuôi? Tôi xin phép được cưới cô Mẫn. Cưới? Ông như vậy mà gọi tôi bằng mẹ sao? Dạ thưa bà, tôi... Đó là việc của ông với nó. Tôi đã xóa bỏ quyền làm mẹ lâu rồi. Với một con người bất nghĩa vong ân, nên ý kiến của tôi thiết nghĩ không cần. Vì bà quá thương nên nói ra như vậy. Chứ làm sao mà mất hết thâm tình. Tôi khuyên bà nên nghĩ lại con mình. Thu giữ trong rừng không nỡ ăn thịt con. Ông đến đây là để giảng dạy lý lẽ thâm sâu đạo nghĩa ở đời. Dạ thưa bà, tôi đâu dám nào. Tôi chỉ thật lòng mong nói lại tình mẹ con. Giữa nó với tôi có nhiều thành kiến, nên hẳn ghét tôi việc đó đã đành. Nhưng còn thằng Nhân không rạn nứt tình thương. Gặp chuyện không mai nó cũng chẳng đói hoài. Thưa bà, tôi đến với Mận là do tự nguyện, không phải mua chuộc bởi sức mạnh bạc tiền. Mong bà nghĩ suy vui vẻ thuận tình. Tôi mới thấy mình hết lo lắng băn khoăn. Còn việc cậu Nhân là hoàn toàn ngược lại. Cậu yêu thương anh trai còn hơn sinh mạng. Mận không quan tâm tận tình lo lắng. Đảm bảo với bà cậu ấy chưa thể tự do. Bọn lưu manh cướp của giết người, chung đau nhân từ mà tha bỗng con tin. Mẫn không ra tay đổi tiền bạc cứu người. Tôi không biết là bà còn gặp mặt con trai. Nói vậy là
có nghĩa là cậu Nhân đã được tự do. Trời ơi, nhưng con tôi đã qua tai nạn, nó đã về rồi. Có thể đang trên đường về đây đó. Thằng Nhân con của tôi, thằng Nhân. Hạnh ơi, Hạnh. Ủa, nó đi đâu rồi cả? Hả? Người xưa đây sao? Xin lỗi, ông đã làm rồi. Dù thời gian cách xa dời dời, dù vạn vật xoay chuyển đổi thay, sợ tóc mai ngã sang màu bạc, nét mi buồn động lại nếp nhăn, tôi cũng không thể nào quên lời nói dịu êm của người đón nhận. Trời ơi, nhưng ông là ai? Tôi không quen nghe lời nói của người có quá nhiều trí tưởng tượng. Hương, Hương ơi, anh là người của 20 năm trước, người hết giả yêu em. Thời gian đã dù chôn quá khứ và con đò cũ của đã quên bến ngày xưa, nhưng hình ảnh của người mãi mãi in đậm trong lòng tôi, không bao giờ phai nhạt dù đã 20 năm. Tôi tìm người mà người vẫn bạc tâm, chân trời góc biển mòn mỏi bước chân, lệ đông đầy ngập nỗi chờ mong, nhung nhớ xót thương theo nước mắt tuôn tràn. Tôi ra đi cho ông tròn đạo hiếu, bóng chắc đẹp già dù riêng tôi mang tâm sự nào nề, nơi phương trời xa thẳm cứu mang người tư cố vô thân, và giọt máu hoàng khiên mang niềm riêng giấc dưỡng giữa chờ đời. Trời ơi, bà vừa nói gì? Có phải chăng bà đã mang trong lòng một mầm sông của tình yêu? Phải, ngày xưa bên nhau tình yêu say đắm, tôi gửi trao ông ái ân nồng thâm, và ông trả lại cho tôi một kỷ vật vô tình. Ngày tháng qua máu giọt máu tương hình, nỗi lo âu bào mòn tâm trí, tôi sống vật vờ trong khiếp sợ hoang mang. Tôi phải trả lời sao về cái thai quan, khi mà miễn trần thế sắc hơn lười dao nhường, nên tha phương ẩn mình trong ngõ tôi, đợi một ngày sau trút bỏ nỗi kinh hoàng. Trời ơi, vậy mà tôi nào có hay biết gì đâu. Tại sao bà tự đài đọa xác thân ôm đau thương cho tâm hồn tê dại? Tôi có thể cùng bà phân giải nỗi sầu tư, sẽ chia oán nghiệt khi bào thai còn trong tật già. Ông sẽ chia bằng cách nào? Hay thêm vào cho tôi điều bất hạnh, vì ông là một đứa con chí hiếu nhưng lại là một người chồng hèn yếu. Dưới mắt cha của ông, làm sao thành người thiện cảm, là con dâu ngoan và người vợ chung tình, mà chỉ là cô gái hứa thân nơi xó chợ đầu đường. Cô gái bẩn nhơ cha ông đã không thừa nhận,
thì đứa trẻ vô tình có được trọng vọng không ông? Lòng tự trọng không cho phép ai xâm hại đến tôi. Bụng trót làm thì giá đành cam chịu. Nên đau thương ngập tràn tâm nào, tôi đã làm theo suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của riêng bà là người mẹ cam chịu khổ đau, nuôi nâng con mình đến ngày khôn lớn. Có phải biết không, bà vui lòng cho tôi biết đứa con yêu quý của tôi nó đang ở đâu. Nó sống giàu sang hay là bần hàn khổ nhục hả bà? Nó quan trọng đến vậy sao ông? Bà ơi, bao năm qua tôi sống trong giàu sang, ra đường kẻ đón người đưa, về nhà có kẻ hầu người hạ. Nhưng sự cô đơn trong những đêm thanh vắng cứ ngự trị trong lòng tôi, bừng lên niềm khao khát. Tôi thèm hơi ấm thân thương, thèm tình phu thế phụ tử. Như trong giấc mơ tôi gặp lại bà, và đứa con là tài sản vô giá. Vì tình cốt nhục thiêng liêng, bà cho tôi nhận lại đứa con tôi nâng niu yêu quý nhất trên đời. Thời gian quá dài đủ rửa sạch đau thương, đã hành hạ thân tôi từng giờ đau buốt. Vậy thì hôm nay đừng nên nuối tiếc, nhận lại con mình đó là chuyện trong mơ. Bà nói vậy nghĩa là sao? Tôi đã bỏ nó ở bên dòng nước đen lúc nó mới chào đời. Trời ơi, bà giết con mình à? Nhưng mà nó vẫn còn sống. Nó ở gần đây thôi, và đã trở thành con của người khác. Tôi còn sống. Tôi cảm ơn trời. Bởi bà mang cho tôi biết nó là ai hả bà? Nó là ai? Bà. Nó chính là thằng Nhân. Là cậu Nhân. Chị vừa nấu chén cháo loãng, đập trứng gà bỏ vô, rắc một ít tiêu hột. Em ăn đi cho nó đỡ cảm. Chị à, chị ngồi xuống nghe em nói nè. Sao chị lại dối em? Mình còn hơn ruột thịt mà. Tuy không chung máu mủ ruột rà, nhưng chị em mình thương yêu nhau, thông cảm chia sẻ được tất cả những nỗi niềm thầm kín nhất mà. Bao nhiêu năm dài cũng đủ minh chứng tình nghĩa chị em. Tại sao chuyện thằng Nhân chị lại giấu em? Riêng mang trong lòng nỗi buồn thầm kín, chịu đựng khổ đau chối hôn tâm não suy tàn, không nói nên lời cho gì mau con tim. Em đâu nhận tâm vì chuyện ngày xưa, làm ngơ dành cho một thâm tình. Hạnh ơi, chỉ vô cùng xấu hổ, không thể cho em hay. Người mẹ bất nhân xấu xa nhất trên đời, đã chết rồi trong tuổi hồ từ lâu. Nghịch cảnh khiến xuôi, chỉ không
làm tròn bốn phân. Nên tiếng mẹ thiêng liêng đành chịu buông trôi theo ngấn lệ đằng đằng. Thời gian xuân xe thân thân tàn, ta trót sinh ra trong tuổi buồn bất hạnh, thì đứa con mình là sáng vật cho nhau. Chỉ âm thầm nhận lạnh thương đau, em đâu vui sướng dành trọn hạnh. Sao ai chúng ta không làm hai người mẹ, cho tình thương nhân đôi tu điểm thân tình. Hạnh ơi, chị thấu hiểu lòng nhân từ bao dung của em, nhưng tình thương có mấy mươi năm được cô đọng thành sức sống. Từ bàn tay khối óc trái tim, tất cả được dung quen kết tinh thành niềm vui lẽ sống. Sớt chia là đồng nghĩa với lòng ích kỷ, vô tâm chà đạp lẽ công bằng. Chỉ muốn thằng nhân thằng nhìn về phía trước, quên tuổi ấu thơ trong quá khứ đau buồn. Nó phải vô tư tìm hướng dĩ ngọt ngào cho đời tình yêu cuộc sống. Chỉ không muốn nó phải ngẫm hờn nuốt đắng, đối diện với người mẹ quá khứ bâng nhơ. Hạnh ơi, chớ có người mẹ nào nỡ bỏ rơi con, vì chỉ có con mới là nguồn vui là lẽ sống. Mười mấy năm chỉ âm thầm chiếc bóng, là muốn dành trọn tình thương để lo lắng cho con, cho nó biết về căn nguyên nguồn cội là khoét sâu đau thương quá hận căm hờn. Dù chỉ có nói thế nào thì em cũng cho nó biết sự thật. Đừng em, Hạnh, chị van xin em mà. Sự thật là vĩnh cửu, không thể mãi giấu che đâu chị Hương. Không, vậy thì chị sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Không, chị Hương, chị Hương. Mẹ Mẫn, con mẹ con của tôi, con đã về đây với má phải không con? Má ơi, má, Mẫn, con của má, má, má ơi, con xin quỳ bên gối mẹ, nhận hết lỗi lầm, xin chịu tội với mẹ hiền vì nóng nỗi gây ra. Con trót đã nhẫn tâm xúc phạm đến má thân yêu, con không hiểu rõ sự tình mà má chưa kịp nói ra. Má, con ơi, lòng của má sẽ vì tha hết mọi tội tình. Con đã về với má rồi, hãy quên hứa sầu tư. Má, má ơi, lời má thiết tha làm con nghe tủi nhục. Sao con cứ mãi dại khờ, ôi biết đến bao giờ con mới trở thành người khôn. Ôi lời nói con tôi như trăm ngàn
giọt mật. Ngọt liếm bờ môi, hương thơm thoang thoảng, lan tỏa tình thương thấm sâu tận tâm. Mừng vì con trẻ đã lớn nên người, từ nay không còn mỗi ngày ra chợ lặng lẽ bước đường dõi mắt trong con. Con cũng không còn lén nhìn trộm từ xa, lòng khó chịu khi nhìn lá đông đưa khuất che tầm mắt. Con chợt buồn khi bóng má rời xa, khoe mắt bồng rừng rơi dài giọt mặn. Nhìn con khờ má thương vô hạn. Má, vì má mà con đây khốn nhục, bao ngày qua tuổi hận cam tâm chịu tiếng hư hiền. Trong lòng chân đầy xót xa, biết cùng ai tâm sự. Do con mù mờ tôi đã tạo ra phiền nghịch cảnh vừa qua. Cuối xin má hải hà lương cho sớm hộp trang hòa tình mẫu tử thiêng liêng. Con má, má vết bầm thân thể không làm mình khiếp sợ, nhưng sao nỗi đau vô hình răng rang âm ỉ trong tim. Mình biết thổn thức với hình bóng em từ bao giờ, mà tại sao em vẫn dương liên thương nuối tiếc. Có lẽ em nói đúng, tôi đã tương tư, nhưng mà lại tự dối lòng mình. Tại sao mình quá nhút nhát, không dám đối diện với tình yêu, khi biết rõ ý nghĩa loạn luân chỉ là giả dối. Mận ơi, Mận, anh muốn gửi tâm sự theo dòng nước buồn trôi, theo ngọn gió mơn man trao lời tình tự. Nhưng đã muộn rồi, còn gì nữa đâu. Làm sao anh níu được dần dương cho thời gian dừng lại, để không có ngày mai, vì hết hôm nay em đã lấy chồng rồi. Anh Nhân. Ủa, sao biết anh ở đây mà em tìm đến vậy? Nơi nào có anh là nơi đó có em. Nỗi đau lớn hơn anh còn chịu được, chứ có xá gì đâu, chỉ mấy vết trầy. Vết xước nhỏ hôm nay sẽ lành, nhưng nỗi đau lớn ngày mai không lành lặn được. Nhưng ơi, có phải lời anh vừa nói ra là cảm xúc từ đáy lòng đang rung động,
là tiếng nói chân thành của con tim. Em vui mừng mà lệ muốn trào tuôn, bao ngày mòn mỏi chờ đợi giây phút này đây. Em nguyện làm lẽ sống của đời anh, hết cô đơn trong buồn tối u sầu. Đường trần đôi ta không mong gì chung lối, đừng nên ước mơ chi khi tình yêu bị ngăn cách đôi đường. Em về bên ấy tận hưởng cảnh giàu sang, lẽ đêm buồn trao giấc cùng anh, lưu luyến chỉ nhau thêm xúc động ngắm ngùi. Em đi bên ai mà đôi dòng lệ đổ, giữ hồn em ở lại sống bên anh trọn. Mận ơi, em đã ước hẹn với người là ân tình từ đây đã hết, hãy quay về mà sống cạnh người ta. Anh Nhân, anh chưa bao giờ yêu em sao? Vì anh không muốn thấy em là người vô ơn bạc nghĩa Mẫn à. Nhân ơi, nếu giữ tròn nghĩa nhân mà người mình yêu thuộc về kẻ khác, thì em xin chọn giống ơn cho trọn tình yêu đáp tặng bạn chung tình. Làm sao em lừa dối trái tim mình, vừa nhận tiếng yêu con tim dâng nguồn cảm xúc, sao dội nói tiếng tạ từ cho đôi ngã lìa xa. Em không ham bạc vàng nhúng gấm xa qua, chỉ mong hai tâm hồn hòa chung niềm mơ. Mong từ nay đổ vỡ vì công vô quy đang khép chuyện duyên tình. Đừng nên nói tiếng từ ly, tình yêu đang chết trong tim, dường dần qua cầu yêu đường lời thương. Rằng em không có niềm tin ngày mai đám cưới nhà, ai không biết buồn vui sao nước mắt đầm đìa. Giữa hai chúng ta có nhiều ràng buộc, thì chuyện tình yêu như gió thoảng qua mình. Không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, mà em linh cảm hôn nhân chỉ là ảo tưởng. Nhân ơi, hôm nay mình đã có nhau, ngày mai chưa hẳn đôi đường cách xa. Mẫn à, anh thôi, bây giờ em phải về. Đêm nay
mình còn gặp nhau hay không là tùy thuộc vào duyên số. Nhớ chỗ này nha anh. Xin người tỏ lòng nhân đức, xót thương thân tôi đôi khổ nghèo hèn. Đã mấy hôm nay tôi lấy thân gấp đó phòng giá gì đau, không có ai người nhân đạo. Nên cấp tư chỉ như sắp trần gian có một mình tôi mang trong lòng nỗi nhục này. Vì vợ con tôi lang thang không biết bây giờ sẽ trôi dạt về đâu. Người có thương kiếp bèo bọt nổi trôi, xin ban cho chút ân thừa. Dạ, cảm ơn ông. Chú Hoàng. Tôi không phải. Chú Hoàng à, chú Hoàng, chú ra nông nổi này sao? Cô nhân, chắc trời không thương tôi nên mới cho tôi gặp lại cậu. Hoàn cảnh của chú như vậy, tôi không nỡ ghét chú đâu. Cậu nhân ơi, giờ đây tôi mới biết thế nào là quả báo trả dây. Mà tôi là người nhân lành, tôi không ngờ gặp cậu nơi đây, nơi mà đứa con gái xua đuổi tôi đi như khinh rẻ một loài ký sinh mạc hàng. Tôi lang thang khắp phố chợ làng quê tìm việc nuôi thân bằng hai bữa cơm lót dạ qua vợ con là hết chỗ cậy nhờ. Nhưng hỡi ơi, số phận tôi lận đận, lê bước đến nơi nào cũng bị họ đuổi xô. Tôi cắn răng chấp nhận sự ban bố tình thương, mong có được một bữa cơm no sống tạm qua ngày. Nhưng trời cao không thương người lỡ bước thất thế xa cơ, nên sống tiếp ăn mày. Ngồi xuống đây đi chú, hút một điếu thuốc cho nó sảng khoái. Hồi nãy nghe chú đổ lỗi cho vợ con nên mới ra nông nổi này. Nè, hỏi thiệt chú nghe, chú điên vậy không sợ gặp người quen sao chú? Ôi, đi chỗ lạ không mà có sao đâu. Mấy ông tướng giả dạng thầy chùa ăn xin còn không sợ đau lòng Phật tổ.
mình có đổ thừa cho vợ con, có chết ai đâu mà sợ. Chú Hoàng à, tôi khuyên chú hãy tu tâm dưỡng tánh, tích tụ lòng nhân và xa lánh thoái trĩ lạc gian manh. Vì ai mà chú mất hết vợ con, vì cái gì mà chú còn đôi bàn tay trắng. Chú Hoàng à, tài sản bạc tiền dẫu có mất đi, nhưng niềm tin đi chi vững vàng là còn tất cả. Từ hôm nay đừng đi vào xa ngã, vẫn còn đủ thời gian chú làm lại cuộc đời. Chú bỏ bài bạc rượu chè có được không chú Hoàng? Chấm dứt từ lâu rồi. Tại chú hỏng tiền, chứ không phải là chú bỏ nghiện đâu. Đâu có, bỏ thiệt mà. Nếu thật như vậy thì tôi cho chú biết một tin mừng. Nghe Mẫn nói đang lo giấy tờ gì đó cho chú ở một cái căn nhà rất lớn phía tây thành phố, có đủ phòng ốc và cả vườn hoa nữa. Ý trời, trời ơi, có thiệt vậy không cậu Nhân? Chứ tôi xảo chú làm gì. Tôi biết, tôi biết thế nào nó cũng lo cho tôi về sau mà. Mà cậu có biết chỗ đó chưa? À, tôi biết chứ. Vậy có nhớ tên đường phố gì không? Tên đường thì tôi không nhớ, chứ tên nhà tôi nhớ, không bao giờ tôi quên hết đó. Trung tâm dưỡng lão. Cái gì? Trời, trời ơi, nhà dưỡng lão hả? Trời ơi, thôi tôi không đi đâu. Trời ơi, trong đó không có tứ sắc sao họ, heo đỏ heo đen. Thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu. Ê, ê, chú Hoàng, chú Hoàng à. Dạ thưa ông chủ. Đi đi, tôi cần yên tĩnh. Ông chủ, tôi đây mà. Người được ông ban ân huệ mấy năm lao khám đây mà. Hả? Cậu Quang à. Cảm ơn ông còn nhận ra tôi. Hôm nay cậu tìm đến đây vì việc đó à? Không, tôi đến chúc mừng hạnh phúc. Rất tiếc, nơi nào ông đến là nơi đó không có niềm vui. Thưa ông, ý ông muốn nói là... Đúng hơn á, là tôi muốn hỏi, nếu vợ và con cậu chung một người chồng, chắc cậu cũng vui lòng chấp nhận nên duyên, miễn làm sao có được nhiều tiền. Trước đây cậu cho tôi một cơ hội, đổi người vợ còn son để chạy tội sai lầm. Ngày nay đến lượt con gái của mình, cậu cũng thuận tình đến chúc tụng hôn nhân. Người như cậu ở trên đời chỉ có một, lòng rộng lượng bao dung quảng đại không ai bằng. Tôi đến đây bằng tấm lòng thành, mong ông thông hiểu đừng nặng lời mỉa mai. Chuyện ngày xưa thuộc về quá khứ, việc hôm nay mới đáng để luận bàn. Dù sao tôi cũng sắp làm cha vợ tương lai, ông nên cởi mở cho vui vẻ sau này. Con gái của tôi tuổi xuân diễm tuyệt, ông nọ ông kia sẵn đón chào mời. Họ bế tôi rồi hứa hẹn đủ điều, nhưng đâu có được vì tôi không có lòng tham. Cậu nói ra thì tôi mới biết được sự thật, tôi đây không phải là người keo kiệt. Tôi biết ngay ông là người rộng rãi, tiền bạc không thành vấn đề gì, xem trọng nghĩa nhân. Nếu không khó khăn, tôi xin vay tạm ít tiền, đến cuối tuần này tôi sẽ trả lại ngay. Quả thật ông là kẻ có tài, thủ thuật tuyệt vời. Xin cảm ơn ông. Đây, cầm xe tạm. Cũng cần nói thêm, tôi không có vinh dự dám làm rễ cậu. Vậy còn số tiền này? Cậu khỏi phải trả lại. Tôi biết chứ không phải mua con gái của cậu đâu mà cậu ngại. Tôi làm phiền ông quá. Không sao, khi ra khỏi cổng nhà tôi, cậu sẽ mất ngay cảm giác khó chịu. Và để cậu tự nhiên,
Tôi xin phép không tiễn. Mời cậu. Dạ khỏi tiễn. Bye bye. À kìa, bà Hương, bà chịu đến đây chắc là bà đã thông cảm nỗi lòng của tôi. Tôi đến đây là vì thằng Nhân con Mẫn. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi bà. Ông Định, chúng ta đã từng chịu đau thương, tôi mong ông đừng tạo cho chúng điều quá nghiệt. Nhưng bà định giấu nó đến bao giờ? Làm sao mà tôi thố lộ khi chúng nó như đôi chim. Lời tôi nói ra làm cho cả hai không tiện xứ phân gây xáo động tâm hồn. Cảm xúc giận thương tuôn trào hận tôi. Liệu có gì trong giờ phút này sự thật phơi bày, tôi mong được sẽ chia tâm sự cùng bà. Dốc hết khả năng hoàn thành tâm nguyện, lo cho con mình sự nghiệp mai sao, cho sang tương lai không còn mờ mịt. Ngày mai tôi có nhắm mắt qua đời sẽ nở nụ cười tươi vì mãn nguyện trong lòng. Ông Định, khi giữa chúng ta chỉ còn là hoài niệm thì hãy lo tất cả vì con. Ông chủ, chị Hương, vì không muốn hai người phải gặp nhau trong cảnh ngỡ ngàng, cũng để những tâm hồn quá nhiều mất mát có được cảm thông niềm vui trọn vẹn trong ngày sum họp, tôi vội vã tới đây xin mạo muội đôi lời. Có ai sinh ra lớn khôn mà không muốn mình được tiếng thơm, được làm những điều thánh thiện, để được sống trọn vẹn đúng ý nghĩa con người. Nhưng cuộc đời cứ mãi trớ trêu đùa cợt, không bình lặng trôi xuôi như nước ngoài sông, như dòng thời gian trôi qua lặng lẽ mà đầy thăng trầm biến động. Vì vậy mới có cuộc hội ngộ hôm nay. Nhân, Mẫn, hai con về thật là đúng lúc. Tôi mong những thành viên thân ái hãy dũng cảm đối diện với điều mà mình không thể tránh khỏi. Má, má. Nhân, con trai của má, đứa con tội nghiệp của má đây mà. Má, má ơi, dù con có sâu xa bao nhiêu đi nữa thì ý nghĩa mẫu tử tình thâm vẫn sâu nặng trong lòng con không bao
giờ phải nhà. Gặp má bằng sự thật hiển nhiên, mà con ngỡ mình đang nằm mong. Con nước ngoài sông có khi rồng khi lớn, chứ tình mẹ thiêng liêng sao dễ vơi đây. Từ nay con có thêm lẽ sống cuộc đời, hai người mẹ chung một tình yêu vô bờ bến, bù đắp lại mất mát ân tình ngộ nhận bấy lâu nay. Trong phút giây con bỗng trở thành người hạnh phúc nhất trần gian, xin ghi nhận công sinh thành như trời biên, đã xóa tan đi nỗi niềm u uẩn, mang lại tình thương sưởi ấm gia đình. Nhân, má hứa với con, từ nay má sẽ bù đắp tình thương để con không còn lẻ loi trong đau thương sầu hận. Má cố giữ gìn quý trọng nâng niu, không phải bằng giả dối bờ môi, mà bằng cảm xúc thiêng liêng trong lòng người mẹ. Hạnh, Hạnh ơi, chị xin lại tạ ơn em. Vì em đã mang lại cho chị quyền vui sống trên đời, bằng nỗi lòng 20 năm ẩn khúc, một lãi này chỉ đáp tạ thâm ân. Vì hương suốt đời ngụp lặng trong bể trầm luân, bao bọc anh nhân đâu chỉ mình mẹ con gánh vác. Hạnh ngộ hôm nay có tràn đầy hạnh phúc, thì cả nhà ta cùng chia hướng đồng đều. Con nó nói đúng đó chị Hương, phơi bày mọi lẽ là để đưa ra ánh sáng ẩn tình khuất lấp. Chỗ nào có ý nghĩa phân tranh, người cùng cảnh khổ thì tình thương không giới hạn, đâu thể dừng lại ở sự ích kỷ hẹp hòi. Tôi là người phải lại tạ ơn sâu trước hai đấng nhân từ bà ta cao thường. Hai mảnh đời cố quanh bị thời gian quá dài chất nặng nỗi thương đau, trong khi tôi tận hưởng sung sướng giàu sang, để nỗi bất hạnh dành cho kẻ khác. Công bằng ở đâu, nhà cao cửa rộng đâu thể dâu che được lòng tôi không nguôi ân hận. Xin thành tâm tỏ lòng hối lỗi trước những thầm ân đức độ rang ngời. Nhân ơi, con hãy tha thứ cho ba, con là bảo vật thiêng liêng mà ba vô tình vùi chôn trong quá khứ. Từ nay con sẽ huy hoàng thoát cảnh cơ hàng dựng bước tương lai. Ba, con cảm ơn ba. Ba ơi, vậy còn chuyện hôn nhân của ba thì... Đó cũng là một sự ngộ nhận. Tìm gặp con, ba thỏa nguyện lắm rồi. Đám cưới sẽ được tổ chức linh đình, nhưng không phải của ba, mà là của con và Mẫn. Ba! Nếu được hai người đồng ý, tôi xin đứng ra đảm nhận lo việc hạnh phúc cho hai con. Ngoài ra, tôi cũng muốn đáp lại hai người mẹ có lòng sanh dưỡng, hoài nhân. Mong bà và cô Hạnh nhận nơi tôi tấm lòng trân trọng. Cơ ngơi sản nghiệp tôi sẽ giao lại cho hai con. Sau này tôi về quê sống trên mảnh vườn quê hương đất tổ, sớm chiều thắp hương tưởng niệm ông bà. Ba ơi, vậy còn má con thì sao hả ba? Thì mẹ sống với các con an hưởng tuổi già. Quan hô má. Nhưng các con phải nhớ một điều,
Nơi nào có má Hạnh là nơi đó phải có má. Dạ chị Hương. Hạnh